Anh hứa tha cho chúng tôi đi. Tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi không dám nữa đâu. Không dám nữa đâu. Trả lại cái bưu lạnh tinh của con người nè. Đừng bao giờ đến tìm lại quỷ chúng ta nữa. Không, không, ta không lấy đâu. Nó không phải của ta. Ta không lấy đâu. Ta không giữ đồ của con người đâu. Ta không lấy đâu. Ta ngớ rồi. Tôi xin bà. Tôi cho bà vàng nè. Bà lấy giùm tôi cái bú trên trang đi. Làm ơn, làm ơn. Người thật xấu tính. Dám lừa ta đi lấy cái bú sao? Ta không cần đồ của con người. Trả lại hết cho con người. À! Ta không muốn cái bú xấu xí này đâu. Cô là ai? Cô không phải là con gái của ta. Con lụa, nó đâu có cái bú trên má như cô. Con là lụa đây mà. Trên trán còn có cái bú xấu xí đây nè. Giờ con phải làm sao đây? Vì mày mà con gái tao có thêm cái bú xấu xí. Con đã nói là quỷ rất coi trọng lời hứa. Nó ghét ai lừa nó lắm. Ông bà và chị lụa không nghe lời con, giờ lại trách con. Đừng nói nhiều lời, mau cút khỏi nhà tao. Từ đó, lụa mặc cảm mình xấu xí, cứ trốn trong nhà, không dám ra ngoài gặp mọi người nữa. Các ngươi không lấy lại cái bướu trên má của chị lụa sao? Đáng đời con nào xấu tính đó, dám lừa lời quỷ chúng ta, nên phải bị trừng phạt. Nhưng tôi bị đuổi khỏi nhà phú ông rồi. Giờ mất công việc, tôi biết phải sống sao đây. Nó đưa cho ta thứ này, chắc ngươi sẽ cần đó. Nào, bây giờ hãy giữ lời hứa, dạy ta hát đi. Ta không muốn loài người sợ tiếng hát của ta nữa. Chị cũng chơi với em nữa nha. Chị sẽ chơi với em, chị đã hứa rồi mà. Lành đã giữ đúng lời hứa, dạy hát cho cả nhà quỷ và cùng chơi thật vui với quỷ nhỏ. Nhờ số vàng quỷ cho mà Lành có cuộc sống sung túc hơn, không phải đi ở đợ cho người ta nữa. Lành sống vui vẻ, vẫn luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Mong thần linh phù hộ cho hoàng hậu, mẹ tròn con vuông. Ngày xưa, có một vị vua và hoàng hậu tuy sống trong giàu sang, muốn gì cũng có. Nhưng chỉ duy một nỗi là không có con. Họ khấn nguyện nhiều năm liền, cuối cùng trời cũng thương tình ban cho họ một đứa con. Hoàng hậu cố lên, chỉ một chút nữa thôi. Hoàng hậu và con ta thế nào rồi? Thưa đức vua, chúc mừng người, hoàng hậu đã bình an hạ sinh một hoàng tử. Chỉ có điều... Chỉ có điều gì? Đức vua, con của chúng ta trông thế nào? Nàng còn mệt, hay nàng cứ nghỉ một chút cho khỏe. Chẳng lẽ con của chúng ta có chuyện gì sao? Thiếp muốn nhìn mặt con. Không thể nào, con của thiếp sao lại bị như thế này? Không. Hoàng hậu, nàng đừng làm ta sợ. Hoàng hậu, hoàng hậu à, nàng thấy trong người thế nào rồi? Nàng vừa sinh xong, tránh xúc động kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Được chưa? Người hãy nói cho thiếp, đó chỉ là ác mộng đúng không? Kìa hoàng hậu, hãy bình tĩnh.
đây chính là con trai của ta và nàng. Thiếp vẫn không thể tin đây là sự thật. Không, không thể nào. Nàng đừng có nói vậy. Dù con có dáng vẻ khác lạ, nhưng nó chính là đứa con mà chúng ta đã khẩn cầu nhiều năm trời. Nàng không nhớ lời ước nguyện năm xưa sao? Con cầu mong thần mặt trời và các đấng thần linh hãy thương tình ban cho chúng con một đứa con. Dẫu đứa trẻ sinh ra có xấu xí cỡ nào, chúng con nguyện hết lòng chăm sóc, yêu thương con mình. Nhất định thần linh sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Con đã đến với chúng ta, ắt hẳn đều có duyên số. Ta nhất định dốc hết sức nuôi dạy con thành tài, trở thành người thừa kế ngai vàng sau khi ta khuất núi. Đã tuyển biết bao thầy giỏi rồi mà Mê Sơn vẫn không thể tiến bộ được. Có thể không phải do người dạy, mà do Mê Sơn không có năng khiếu võ thuật. Ngày hội săn bắt sắp diễn ra, không biết có nên để Mê Sơn tham gia hay không. Thiếp nghĩ vẫn chưa phải lúc. Mê Sơn cần thêm thời gian để luyện tập. Cần thêm là bao nhiêu năm đây? Đã 20 năm trôi qua rồi. Ngày xưa ở tuổi này, ta đã săn được hươu nai, heo rừng. Còn Mê Sơn thì đến cầm thanh kiếm còn không chắc. Mê Sơn, cẩn thận! Hoàng tử không sao chứ? Cảm ơn công tước Robert. Tôi không sao. Mê Sơn, sao con bất cẩn như vậy chứ? Dạ, con không sao rồi. Cha mẹ đừng quá lo lắng. Không lo sao được. Nếu không có Robert kịp thời cứu con, thanh kiếm kia đã đâm thẳng vào con rồi. Xin đức vua và hoàng hậu đừng trách mắng hoàng tử Mê Sinh. Dù gì cậu ấy cũng đã rất cố gắng rồi. Con xin phép đi về phòng trước. Hoàng tử, để tôi giúp cậu. À không sao, tôi làm được mà. Cảm ơn Robert. Công tước Robert, việc tổ chức hội săn sắp tới thế nào rồi? Dạ, thưa đức vua, mọi việc vẫn ổn. Thần đã chuẩn bị sẵn ngựa tốt, cung tên và bố trí binh lính quanh bìa rừng để đảm bảo an toàn cho đức vua và tất cả mọi người. Tốt lắm. Chuẩn bị có hội săn bắt ư? Sao cha chưa từng nói với mình? Thưa cha, con muốn được tham gia hội săn bắt sắp tới. Xin cha cho phép. Chuyện này thực ra là ta cũng rất muốn con tham gia, nhưng mà việc đi săn ở trong rừng rất là nguy hiểm. Dạ thưa cha, con đã trưởng thành, biết tự bảo vệ cho bản thân. Mong cha hãy chấp thuận. Con hứa sẽ chăm chỉ luyện tập hơn. Thôi được rồi, con nhớ phải đặc biệt cẩn thận đó. Dạ cảm ơn cha. Đây là cơ hội để mình chứng minh năng lực của bản thân. Nhất định mình sẽ không phụ lòng tin tưởng của vua cha. Cố lên, mình nhất định sẽ làm được mà. Cố lên. Con đã luyện võ thâu đêm rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Dạ thưa cha. Thiếp thật chẳng yên tâm chút nào. Nếu lúc đi săn Mê Sơn có mệnh hệ nào, chúng ta không thể nào bảo bọc con mãi được. Mê Sơn là người kế vị tương lai, con phải có cơ hội để trui rèn bản thân, chứng minh năng lực của mình với các công tước, bá tước khác chứ. Quang hô đức vua! Mọi người nghe đây, hôm nay là ngày hội đi săn truyền thống của Vương quốc. Đến khi mặt trời lặn, hễ ai săn được nhiều con thú nhất sẽ được trọng thưởng. Quang hô đức vua! Mê Sơn, con hãy luôn cẩn thận nha con trai. Dạ con biết rồi thưa cha. Đức vua yên tâm, thần đã bố trí binh lính âm thầm theo sát hoàng tử, sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Xuất phát!
Đi thôi. Ngươi làm sao vậy? Hoàng tử Mason, cậu biết cưỡi ngựa chứ? Tôi không sao. Để tôi giúp cậu. Bộ dạng này mà là hoàng tử của Dương quốc sao? Thấy chẳng xứng chút nào. Không sao rồi. Bình tĩnh lại nào, Mason. Hoàng tử Mason à, cậu đã cố gắng rồi. Tiếc là với khả năng của cậu hiện tại, e là chẳng thể bắn được chim trời đâu. À, hay cậu thử vào sâu trong rừng xem sao. Nghe nói ở đó có nhiều thú rừng hơn. Vậy à? Được, vậy tôi sẽ vào trong tìm xem. Cảm ơn công tước. Mình không thể để vua cha mất mặt được. Mason, cố gắng lên. Một chút nữa thôi là mình bỏ mạng trong khu rừng rồi. Thật kỳ lạ, là ai đã cứu mình vậy? Hoàng tử, cậu không sao chứ? Tôi đến muộn, hoàng tử đừng quá sợ hãi. Tôi không sao, nhưng mà con thỏ này hình như bị ai buộc dây sẵn ở đây. Hả? Con thỏ mới ở đây mà. Ờ, chắc là hoàng tử qua mắt chăng? Làm gì có con thỏ nào như hoàng tử mô tả. Không thể nào. Rõ ràng tôi thấy con thỏ bị buộc ở đây. Giống như có ai đó cố tình giữ tôi rơi vào hố gai này vậy. Cậu quá đa nghi rồi, hoàng tử Mason à. Có thể đây là hố do các thợ săn đào để bẫy thú rừng thôi. Đây là khu rừng vua cha và các công tước bá tước hay vào săn bắt. Ai lại dám đào chiếc bẫy nguy hiểm như thế này? Lá cây che chắn cẩn thận đến mức mắt người còn khó phân biệt được. Mình cảm giác trong khu rừng này có gì đó không an toàn. Kỳ hoàng tử, cậu không vào sâu trong rừng săn thú hay sao? Không cần đâu, tôi sẽ đi săn ngoài bìa rừng. Chà, mình phải tìm vua cha để cảnh báo mới được. Đúng là hoàng tử chết nhát. Phải triển khai kế hoạch dự phòng thôi. Cuối cùng cũng đợi được con mồi ngon rồi. Ai đó? To gan, ngươi là ai? Lính đâu? Dạ. Mason, đừng lại đây, nguy hiểm lắm. Mason, con chạy mau đi, nhanh lên, con không thể bỏ ra một mình ở đây nữa. Đức vua, hoàng tử không sao chứ? Công tước Robert, tên này nổi gậy rất cao cường, ngươi hãy cẩn thận đó. Ngươi thật to gan, dám ám sát đức vua và hoàng tử. Hôm nay ngươi không thoát khỏi lưỡi kiếm của ta đâu. Ai? Mau cho người lùng sục khắp khu rừng, bằng mọi giá phải bắt được tên sát thủ đó cho ta. Thần tuân lệnh, xin đức vua và hoàng tử cứ về lâu đài dưỡng thương. Mọi việc ở đây cứ giao lại cho thần. Ngươi có công hộ giá, nhất định khi về lâu đài ta sẽ trọng thưởng xứng đáng. Thưa đức vua, bảo vệ người và hoàng tử là trách nhiệm và vinh hạnh của thần. Tạ ơn đức vua. Thưa đức vua, thần đã cho binh lính truy tìm cả ngày đêm nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của tên sát thủ. Ngươi hãy tiếp tục điều tra vụ này cho ta. Dương quốc ta bao nhiêu năm nay luôn được yên bình, đây là lần đầu tiên xuất hiện kẻ ám sát như thế này. Thần tuân lệnh, thưa đức vua. Riêng công tước Robert có công kịp thời hộ giá,
ta sẽ thưởng cho 1 trương tiền vàng và 10 bình rượu quý. Tạ ơn đức vua. Nghe nói hôm nay công tước Robert đã đánh nhau với sát thủ, cứu đức vua và hoàng tử đó. Công tước Robert quả là người tài đức vẹn toàn, thật là ngưỡng mộ ngài ấy quá đi. Từ tướng mạo đến tài năng đều hơn hẳn hoàng tử. Thì ai chẳng biết chuyện này, cứ nhìn hai tay và tay chân của hoàng tử xem có khác gì lừa đâu. Mà thôi, đừng nhiều chuyện nữa, mau đi làm việc thôi. Tại sao mình lại sinh ra khác với tất cả mọi người như vậy? Rồi ngay cái việc tự bảo vệ bản thân còn không được nữa, còn làm liên lụy đến cha. Rốt cuộc mình có gì xứng với ngôi vị hoàng tử của vương quốc này đây? Kế hoạch chu đáo như vậy, là kẻ nào đã cứu hoàng tử Mê Sinh? Thuộc hạ cũng không dám chắc, nhưng thấy dáng dấp hào hào một con khỉ. Khỉ? Làm sao có chuyện khỉ cứu người được chứ? Thôi, cứ coi như hắn phúc lớn mạng lớn, ta đành tìm cơ hội khác vậy. Nhưng thuộc hạ vẫn không hiểu, vì sao lúc trong rừng chủ nhân không cho thuộc hạ giết luôn nhà vua? Không được. Nếu đức vua bỗng dưng bị ám sát, các công tước bá tước khác sẽ tranh quyền đoạt lợi. Binh lực của ta còn yếu, không nắm chắc phần thắng. Thuộc hạ tuân lệnh. Đức vua, người thấy thế nào rồi? Nàng đừng quá lo lắng. Chẳng phải ta và Mai Sơn đã bình an rồi sao? Nhưng mà có chuyện này, ta muốn bàn bạc với nàng. Ta cũng đã già rồi, cũng đã đến lúc tính chuyện truyền ngôi cho Mê Sơn. Nhưng mà Mê Sơn lại chưa có tài năng gì nổi trội, sợ khó lòng cán đáng được trọng trách vua của một nước. Giá mà Mê Sơn có một phần tài trí như công tước Robert thì tốt biết mấy. À, thiếp có ý này. Hay là ta hãy mời Robert dạy học cho Mê Sơn, cũng là để sau này Robert có thể phò tá lúc Mê Sơn lên ngai vàng. Đức vua thấy sao? Ta thấy rất hợp lý. Nếu có nhân tài như Robert phò tá thì ta sẽ an tâm hơn rất nhiều. Quyết định vậy đi. Đức vua cứ yên tâm, thần sẽ dốc lòng dạy mọi tuyệt kỹ võ nghệ mà thần biết cho hoàng tử. Tốt lắm. Công tước cứ nghiêm khắc dạy dỗ hoàng tử, ta hoàn toàn tin tưởng ở công tước. Cơ hội của mình đến rồi đây. Hoàng tử Mê Sinh, cậu dung kiếm mà chẳng có chút lực gì cả. Nào, cậu nhặt kiếm lên đấu với tôi đi, tôi chấp cậu một tay. Mong công tước chỉ dạy cho. Yếu đuối như cậu mà cũng là hoàng tử của vương quốc. Công tước Robert, hôm nay cậu sao vậy? Thật đáng thương, đường đường là hoàng tử mà cái gì cũng kém cỏi. Nếu tôi là cậu, chắc tôi chẳng có mặt mũi gặp ai, thà bỏ xứ đi cho đỡ xấu hổ. Robert, cậu ăn nói cho cẩn thận. Vậy hoàng tử nói thử, những điều tôi nói có gì không đúng? Cũng có chút cố gắng đó, nhưng chia buồn với cậu, có cố gắng ra sao thì cậu cũng chẳng xứng là đối thủ của tôi đâu, hoàng tử Mê Sinh à. Ôi, hoàng tử Mê Sinh, cậu không sao chứ? Tôi nghiêm khắc cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Cậu phải siêng năng hơn nữa mới tiến bộ được. Có chuyện gì vậy, công tước Robert? Thưa đức vua, hoàng tử cơ địa yếu ớt, vốn không thích hợp luyện võ nên cần phải cố gắng hơn người khác. Chắc hôm nay tập cả ngày rồi nên hoàng tử thấy mệt thôi. Cực nhọc cho công tước rồi. Dạ không sao ạ. Dù có tốn thời gian thế nào, thần sẽ cố gắng hết sức để dạy Mê Sinh. Thần xin cáo lui. Thật đáng thương, đường đường là hoàng tử mà cái gì cũng kém cỏi. Nếu tôi là cậu, chắc tôi chẳng còn mặt mũi gặp ai, thà bỏ xứ đi cho đỡ xấu hổ. Robert không thật ta muốn dạy võ cho mình, không thể cứ trông chờ vào người khác như vậy được. Mình phải tự ra ngoài để tìm tòi học hỏi thôi.
nếu ở mãi trong lâu đài này, rồi ai cũng sẽ coi thường mình. Thưa cha mẹ, con biết lúc nào cha mẹ cũng hết lòng yêu thương và mong con trở thành người kế vị cai quản vương quốc này. Tuy nhiên, con thấy mình chưa đủ tài đức để đảm đương trách nhiệm lớn như vậy. Con xin phép được ra ngoài chu du thiên hạ để tự rèn luyện và trau dồi bản thân. Sau một năm, con nhất định sẽ trở về. Mong cha mẹ đừng tìm con. Con may sinh. Thưa đức vua, thần nhất định sẽ tìm ra tung tích của hoàng tử. Người và hoàng hậu xin đừng quá lo lắng. Nếu tìm ra Mê Sơn, nhất định phải về báo ngay cho ta. Dạ, tuân lệnh đức vua, thần xin phép đi ngay. Cha núi, cha hiện hình đi, còn có tin vui muốn báo cho cha biết đây. Con trai, có tin gì vậy? Hoàng tử Me Sinh đã trúng kế khích tướng của con, bỏ nhà đi rồi. Đúng là cơ hội quý giá, chỉ cần trừ khử hắn, ngai vàng kia nhất định sẽ thuộc về con. Con nói sao? Con trai của hoàng hậu đang ở bên ngoài lâu đài sao? Đúng vậy thưa cha. Vậy con đã tìm ra hoàng tử chưa? Vẫn chưa, nhưng con đã sai thuộc hạ truy tìm tung tích hắn rồi. Sao con hành động mà không hỏi ý kiến cha trước vậy? Con nghĩ đây là cách đơn giản nhất để diệt trừ mối họa, nên không muốn phiền đến cha nuôi. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Sao trông cha có vẻ lo lắng? Con có biết con đang tạo cơ hội cho Mason phá bỏ lời nguyền không? Lời nguyền gì vậy ạ? Sao cha chưa từng kể cho con nghe? Ta chưa kể vì chuyện này nói ra rất dài. Nhưng thôi, bây giờ con đã trưởng thành, ta sẽ kể rõ đầu đuôi sự tình cho con hiểu. Chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm. Khi ấy, ta vốn là thần cai quản đất đai ở vương quốc này. Một hôm, khi đang đi tuần loanh quanh trong rừng, ta nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái. Cứu với! Có ai không? Cứu với! Nàng có sao không? Ta đã diệt trừ con rắn kia rồi. Nguy rồi, đây là loại rắn cực độc, ta phải nhanh đi tìm thuốc giải mới được. Nàng bị rắn độc cắn, ta đã giúp nàng điều trị vết thương. Tuy nhiên, nàng cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày mới hồi phục hẳn. Vậy ông đã cứu tôi. Ông là... Nàng đừng sợ, ta là thần cai quản đất đai tại vương quốc này. Tình cờ đang đi tuần trong khu rừng thì nghe tiếng kêu cứu của nàng. Tiếc là ta đến chậm một nhịp để nàng bị con rắn kia cắn một nhát ở tai. Xin cảm ơn ông. Nếu không có ông cứu giúp, e là nọc độc bây giờ đã phát tán khắp cơ thể. Nhưng nàng là ai? Sao lại một thân một mình vào rừng như thế này? Chẳng giấu gì ông, tôi là hoàng hậu của vương quốc này. Hôm nay tôi và các tùy tùng đi dạo trong rừng để hái ít nấm quý và hoa rừng. Chẳng may lại bị lạc đường. Chắc họ cũng đang rất lo lắng cho tôi. Tôi phải mau ra khỏi khu rừng này thôi. À, thì ra nàng là hoàng hậu. Từ đây đến bìa rừng khá hiểm trở, hãy để ta dẫn đường cho nàng. Được vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn ông. Quả là người con gái tuyệt sắc. Ước gì ta cũng có người vợ xinh đẹp như nàng. Tạm biệt ông. Tạm biệt. Kể từ lần tình cờ gặp hoàng hậu, ta đem lòng yêu mến và say mê nhan sắc của nàng. Vậy sau đó thì sao, thưa cha nuôi? Thần tiên và người phàm làm sao có thể nên duyên? Với lại,
Lúc đó hoàng hậu là vợ của đức vua kia mà. Lúc đó ta không có nghĩ nhiều như vậy. Tình yêu của ta dành cho hoàng hậu quá lớn. Vì vậy ta đã hạ quyết tâm bằng mọi giá phải có được nàng. Ta đã cầu xin chuyện này với thần mặt trời. Không thể được. Ta không thể chấp thuận chuyện phi lý trái với đạo trời như vậy. Thưa thần mặt trời, nhưng tiểu tiên thật lòng yêu mến hoàng hậu, mong người hãy thương tình tác hợp. Vậy hoàng hậu có chấp thuận ngươi không? Hay đây chỉ là tình yêu từ một phía? Ngươi hãy tự bỏ ý nghĩ diễn trong này đi. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ người con gái mà tôi muốn đâu. Hoàng hậu, nàng còn nhớ ta không? Ông là vị thần tiên đã cứu ta ở khu rừng. Sao ông vào đây được? Ta là thần cai quản đất đai ở cả vương quốc này. Nơi nào ta muốn đến mà chẳng được. Ông đến có chuyện gì không? Nếu muốn được ban thưởng, tôi sẽ tâu với đức vua ngay. Thứ ta muốn chỉ một mình nàng mới có thể đem lại được mà thôi. Ông, rốt cuộc ông muốn gì? Chính là nàng. Nàng có biết là ta đã yêu nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên không? Từ cái hôm ở trong rừng, ta đã biết cả đời này không thể sống thiếu nàng được. Hoàng hậu, hãy làm vợ của ta. Không, xin ông hãy tự trọng và nhớ cho. Tôi là hoàng hậu, là vợ của đức vua. Vậy thì đã sao? Làm vợ của thần tiên chẳng phải tốt hơn sao? Ta có phép thuật, quyền lực mạnh hơn bất cứ ông vua nào ở trần gian. Ta sẽ yêu thương và bảo vệ cho nàng suốt đời. Hoàng hậu, có chuyện gì mà nàng hốt hoảng vậy? Ta cho nàng thời hạn 3 ngày để suy nghĩ. Sau đó ta sẽ đến đón nàng. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Đức vua, thiếp sợ tên thần tiên kia sẽ đến phá rối chúng ta. Hoàng hậu yên tâm, ta đã bố trí binh lính tinh nhuệ bảo vệ nàng rồi. Không ai cướp được nàng ra khỏi lâu đài đâu. Bảo vệ đức vua và hoàng hậu. Hoàng hậu xinh đẹp của ta, nàng đã sẵn sàng để đi cùng ta chưa? Tôi sẽ không bao giờ đi cùng ông đâu. Ông đừng có ngang ngược như vậy. Ta quyết không để cho ông mang vợ ta đi đâu. Các ngươi nghĩ có thể đấu được với ta sao? Vậy thì các ngươi sẽ tự chuốc lấy đau đớn, đừng trách ta. Đức vua, cứu thiếp. Không, hoàng hậu, không. Từ nay, hoàng hậu của ngươi sẽ là vợ của ta. Nể tình ngươi là vua của một vương quốc, ta tha cho ngươi một lần. Muốn sống thì đừng đi tìm ta làm gì. Mau lên, đi theo dân nước của khe đất tìm hoàng hậu về cho ta. Tuân lệnh đức vua. Nàng đừng từ chối ta có được không? Ta sẽ đau lòng lắm đó. Thả ta ra. Ngươi không xứng là thần tiên. Ta thà chết cũng không khuất phục kẻ ham chiếm hữu như ngươi. Mau trả hoàng hậu cho ta. Ta đã chừa cho ngươi một con đường sống, bây giờ ngươi lại thích chui đầu vào rõ. Vậy thì đừng trách tại sao ta độc ác. Không, đức vua. Thần đức, vì sao ngươi lại ngoan cố đến vậy? Tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu. Ngươi bắt giam hoàng hậu như vậy không phải vì yêu, mà đó chỉ là lòng ích kỷ của bản thân ngươi mà thôi. Thần mặt trời, ông đừng cản tôi. Tôi nhất định phải có được nàng ấy. Thì ra người chính là thần mặt trời tối cao. Mong người hãy giải cứu cho hoàng hậu. Đức vua, có ta ở đây rồi, nàng đừng sợ. Nhà vua và hoàng hậu hãy tránh sang một bên, khỏi bị thương. Thần mặt trời, xin ông hãy thu lại ngọn lửa, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Thần đất, trước những việc làm sai trái của ngươi, ta ban lời nguyền rằng ngươi sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở đây.
chỉ khi nào đức vua của vương quốc này chấp nhận tha tội cho ngươi, khi đó lời nguyền mới được phá bỏ, ngươi sẽ được giải thoát để lấy lại hình dáng như xưa. À, thì ra đây là lý do cha liên tục hối thúc con nhanh chóng chiếm được ngôi vua. Đúng vậy, chỉ cần con trở thành vua của vương quốc này, con có thể giúp cha phá bỏ lời nguyền mà thần mặt trời đã ban. Điều mà cha tin chắc là tên vua hiện tại sẽ không bao giờ chịu làm. Vậy còn hoàng tử Mê Sinh thì có lời nguyền gì mà cha lo lắng? Không lâu sau đó, cha nghe tin hoàng hậu mang thai. Thế là cha đã gom những quốc thận tu luyện thành viên ngọc nguyền rủa. Ngài viên ngọc tạo thành cũng là ngài hoàng hậu đang lâm đời. Thế là cha đã nguyền rủa con của họ khi sinh ra phải mang hình hài nửa người nửa lừa như hiện tại. Đứa trẻ đó sẽ bị thiên hạ cười chê và xem thường, sống đầy buồn đau. Thì ra là vậy. Tuy nhiên, nếu hoàng tử tìm ra được người con gái yêu thương cậu thật lòng thì lời nguyền sẽ bị vô hiệu. Chính vì vậy, nếu ra khỏi lâu đài, hắn sẽ có cơ hội gặp nhiều người. Ta chỉ e là... Cha nuôi yên tâm, với bộ dạng bây giờ của Mê Sinh, làm sao có ai chịu yêu hắn. Nhưng con không được quá chủ quan, phải tìm ra tên hoàng tử rồi tiêu diệt càng sớm càng tốt. Con đã hiểu, vậy con xin phép ra về, cha cứ đợi tin ở con. Sao rồi, đã tìm thấy hoàng tử chưa? Dạ, thuộc hạ đã đích thân tìm kiếm khắp nơi, nhưng tới nay vẫn chưa có tin tức gì. Tiếp tục tìm kiếm cho ta. Chỉ cần thấy Mê Sinh, ngươi cứ chủ động trừ khử luôn, để hắn ta mãi mãi một đi không bao giờ trở lại được. Tuân lệnh chủ nhân. Không biết con trai mình bây giờ đang ở đâu, có ăn no mặc ấm hay không? Ta đã sai công tước Robert điều động binh lính đi tìm tung tích của Mê Sinh rồi, sẽ sớm có tin thôi. Ta thấy con trai muốn đi đó đây để học hỏi, đó cũng là điều đáng mừng. Nàng hãy suy nghĩ tích cực đi, đừng quá phiền muộn, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Nhưng từ khi sinh ra tới giờ, có bao giờ Mason xa khỏi chúng ta lâu như thế đâu. Thiếp thật lo cho con quá. Liệu ở bên ngoài con có gặp nguy hiểm gì không? Trời cũng sắp tối rồi, có lẽ mình cần phải tìm một nơi qua đêm mới được. Cậu cần gì? Chúng tôi vừa mới nghỉ bán rồi. Dạ, con là người từ xa đến, vì trời đã tối mà chưa biết tá túc ở đâu. Ông bà có thể cho con ngủ nhờ ở đây một đêm được không? Con sẽ trả tiền đầy đủ. Cũng được, nhưng nhà chúng tôi chật hẹp, có gì cậu đừng có chê nha. Như vậy tốt quá rồi, con cảm ơn ông bà. Ông bà lão kia, đã có tiền đủ trả nợ chưa? Xin ngài thư thả cho ít bữa, vợ chồng tôi già cả, mỗi ngày bán nước kiếm tiền không được nhiêu đồng. Thôi, đừng có khóc lóc nữa, bọn tôi nghe riết á nhức luôn cái lỗ tai rồi, giờ có trả không? Dạ, đây là tiền chúng tôi bán được hôm nay, ngài cầm đỡ cho. Chết mẹ. Cái lưng của tôi. Trời ơi, bà có sao không? Mấy người có gì thì từ từ nói, bà nhà tôi vừa mới khỏi bệnh xong. Trời ơi, tụi tôi đến đòi nợ, mấy đồng tiền lẻ này á là gì so với số nợ của hai người? Không có nói nhiều, hôm nay không trả đủ thì tụi bay phá cái quán này cho ta. Đứng tay lại. Tưởng ai to gan thì ra chỉ là kẻ yếu ớt. Nè, người ở đâu tới, biết bọn ta là ai không? Là ai thì cũng không được bắt nạt hai ông bà già yếu chứ. Ta chính là... Không được, mình đã quyết tâm đi chu du thiên hạ như một thường dân rồi. Nếu bây giờ nói ra thân phận hoàng tử, mọi kế hoạch của mình sẽ khó thực hiện tiếp được. Sao? Ngươi là ai? Tôi chỉ là người qua đường thôi, nhưng thấy chuyện bất bình, không thể để yên được. Không để yên á, thì ngươi làm gì được bọn ta? Hả? Cái tên yếu ớt kia. Chúng có nhiều người,
Nếu đánh nhau e rằng mình không thể nào thắng nổi. Phải nghĩ cách gì thôi. Kìa chàng trai trẻ, cậu mau đi đi, đừng có nhiều lời. Không trả đủ thì xiết nhà cửa cho ta. Khoan đã, tôi sẽ trả giúp cho hai ông bà. Hả? Ngươi, nhìn bộ dạng của ngươi thì có được mấy đồng? Nhiêu đây đã đủ trả nợ cho hai ông bà này chưa? Cũng tạm tạm đó. Không ngờ nhìn ngươi vậy mà cũng có nhiều tiền nhỉ. Nếu đã lấy tiền rồi thì các ngươi hãy đi cho. À, ta chợt thấy túi vàng này vẫn chưa đủ, nhưng thêm con ngựa này thì sẽ đủ đó. Dắt ngựa tụi bay. Ngươi sao? Ngươi phản đối à? Thôi được rồi, ngươi lấy đi và đừng làm phiền tới ông bà chủ quán nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều nghe. Sau này nếu cậu cần giúp đỡ, vợ chồng già này quyết không từ chối. Nhưng mà ông bà cho con hỏi, vì sao ở Dương Quốc lại có những kẻ ngang ngược lộng hành như vậy? Sao ông bà không báo lên các công tước bá tước cai quản dùng? Vậy là cậu chưa biết rồi. Nghe nói bọn chúng quen biết với công tước gì đó thế lực lắm. Chúng cho người dân mượn một nhưng bắt trả gấp 10, gấp trăm lần. Ai không trả nổi thì bị đánh đập, xiết nhà cửa, làm nô dịch. Nói chung, từ ngày khu vực này chịu sự cai quản của công tước mới, đời sống người dân không còn thái bình thịnh vượng như trước nữa rồi. Vậy à, công tước nào mà lại lộng hành như vậy? Khi mình trở về lâu đài, mình phải báo chuyện này với vua cha biết mới được. Dạ, nhà tôi chẳng có gì nhiều, có ít bánh trái tôi chuẩn bị sẵn, cậu hãy cầm lấy để ăn dọc đường nha. Dạ cảm ơn bà. Vợ chồng tôi mới phải là người cảm ơn cậu. Nhất định sau này nếu có dịp, chúng tôi sẽ báo đáp ân tình của cậu. Ông bà đừng khách sáo. Thôi, con phải lên đường kẻo trễ. Tạm biệt ông bà. Thưa thủ lĩnh, ngài đến gặp thuộc hạ có chuyện gì ạ? Nói mau, ngươi lấy ngựa và túi tiền vàng này từ đâu? Dạ, của một thằng nhãi ốm yếu lạ mặt, không biết từ đâu đến. Đây là ngựa và túi tiền của hoàng tử. Hắn đi hướng nào? Hướng ngôi nhà bán nước đằng kia, thưa thủ lĩnh. Nhưng có chuyện gì sao? Đó chính là hoàng tử Mè Sinh, người công tước đang tìm kiếm. Hả? Đó là hoàng tử sao? Thuộc hạ thấy hắn mặc đồ thường dân, chẳng giống con vua chút nào. Hắn ra ngoài thì phải cải trang, có vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra hả? Truyền lệnh của công tước, hễ thấy hắn phải lập tức trừ khử cho ta. Đi lâu như vậy mà không thấy nhà dân nào cả. Thôi, mình nghỉ tạm ở đây một chút vậy. Ngươi cũng đói bụng sao? Nè, ngươi có ăn thì cũng phải chờ cho ta một chút chứ. Mau trả túi đồ đây. Âm thanh nghe thật trong trẻo và vui tươi làm sao? Mình phải tìm hiểu đó là gì mới được. Tiếng đàn này quả thật hay hơn tất cả mọi giai điệu mình đã từng nghe trong lâu đài. Thật là thứ thanh âm kỳ diệu. Mình phải xin học mới được. À, tuyệt quá thưa ông. Đây là khúc nhạc tư du nhất mà con từng được nghe. Cậu là ai? Sao lại đến làng quê hẻo lánh này? Dạ con tên Mây Sinh, đang đi chu du thiên hạ để học nghệ thì tình cờ nghe được tiếng đàn của ông nên tới nơi này. À, là con khỉ ăn trộm túi đồ của con. Nó là khỉ của ông sao? Lỗi, ngươi lại trêu ghẹo người khác nữa à? Trả túi đồ ăn cho chàng trai trẻ mau. Bàn tay này sao mình có cảm giác quen quen. Xin lỗi cậu, con khỉ này bản chất không xấu, nhưng có cái tật hay quậy phá. Tôi phạt bao nhiêu lần mà vẫn chưa chừa. Dạ không sao, ông đừng bận tâm. Nhưng mà ông ơi, đây là đàn gì? Những thanh âm nghe thật là mê hoặc. Đây là đàn hạt.
là loại đàn có âm thanh du dương trong sáng và có thể biên tấu rất nhiều giai điệu khác nhau. Ông có thể dạy đàn cho con được không? Dạy cho cậu à? Cậu hãy cho ta xem tay của cậu nào. Muốn học chơi đàn hạt, cần phải có những ngón tay thon dài, khéo léo. Tay chân cậu thô kệch như vậy, làm sao có thể học được những ngón đàn điêu luyện? Thôi, cậu hãy đi tìm nghề khác mà học sẽ tốt hơn. Dạ, có khó cách mấy, con cũng xin được kiên trì học tập. Âm thanh của đàn hạt ngân gian bay bổng, khiến trái tim của con như nhảy múa reo vui. Đây chính là điều yêu thích mà bấy lâu nay con đang tìm kiếm. Xin ông hãy chỉ dạy cho con. Kỳ lạ thật, rõ ràng là vợ chồng bán nước chỉ cái hướng này mà, sao giờ lại không thấy dấu vết gì? Nơi này hẻo lánh thưa thớt như vậy, chắc chắn hắn sẽ cần tìm một nhà dân để nghỉ qua đêm. Chúng ta hãy chia nhau đi dò soát xung quanh cho thật kỹ, không được bỏ sót bất kỳ điểm nghi ngờ nào. Tuân lệnh thủ lĩnh. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, vẫn chưa có tin tức gì của Mê Sinh sao? Thưa đức vua, thần đã cử những binh lính tài giỏi nhất đi tìm hoàng tử, chắc sẽ sớm tìm ra thôi ạ. À, sớm là bao lâu? Ta chỉ muốn biết con trai của mình hiện có đang an toàn hay không. Đó là con trai duy nhất của ta, là người thừa kế ngai vàng tương lai. Ngươi không được để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Thần lập tức dốc toàn lực tìm và bảo vệ hoàng tử an toàn. Xin đức vua hãy tin tưởng thần lần này. Đi làm ngay cho ta. Tuân lệnh đức vua. Nếu ta dạy đàn cho cậu, vậy ta sẽ được lợi gì? Thú thật với ông, bây giờ con chẳng có tiền hay là bạc vàng để trả công cho ông. À đúng rồi, con sẽ làm tất cả việc nhà và phụ giúp những việc nặng nhọc mà ông cần. Thôi được rồi, thấy cậu ham học hỏi, ta sẽ chấp nhận dạy cậu. Nhưng ta có thêm một điều kiện. Dạ, là điều kiện gì xin ông cứ nói. Đó là cậu phải cảm âm hơn con khỉ lô ích của ta, khi đó ta mới bắt đầu dạy cậu cách gảy đàn. Con khỉ của ông biết cảm âm sao? Con người không tin ngươi biết cảm âm kỳ lô ích. Hãy chứng tỏ cho chàng trai trẻ này mở mang tầm mắt đi nào. Chính xác là nốt la. Tới lượt cậu, Mason. Đây là... đúng là nốt mi. Giỏi lắm, Louis. Thật là khó tin. Đúng là nếu như không ra khỏi lâu đài, thì làm sao mình biết có những điều kỳ lạ như vậy? Sao nào? Cậu đã tin Louis có khả năng cảm âm chưa? Không thể nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp khả năng của một ai đó, đúng không nào? Dạ thưa ông, con đã hiểu rồi. Trước tiên, cậu phải phân biệt được độ cao của các nốt đồ rê mi fa sol la si, học cách cảm nhận được âm thanh và giai điệu tiếng đàn. Nếu không thể cảm âm hơn lô ích, thì dù ta có cố dạy, cậu cũng chẳng thể đàn giỏi được. Dạ thưa ông, con sẽ cố gắng luyện cảm âm thật tốt. Từ sáng mai, cậu hãy luyện cảm âm với con khỉ lô ích của ta. Còn giờ trời sắp tối rồi, cậu mau đi thổi lửa nấu cơm cho ta đi. Dạ sao ạ? Thì chẳng phải cậu nói cậu sẽ làm hết việc nhà hay sao? Dạ đúng rồi, con đi làm ngay thưa ông. Lô ích, ngươi cũng đi phụ Mason một tay đi. Louis à, xin lỗi nha, ta không có cố ý. Thuộc hạ mất dấu hoàng tử ở khu vực này, thưa công tước. Các ngươi đã lùng sục tất cả nhà dân ở đây chưa? Thuộc hạ đã vào lật tung từng nhà để kiểm tra, nhưng vẫn không tìm đâu hoàng tử. Thật kỳ lạ, đi thêm nữa là vực sâu không lối thoát. Chẳng lẽ tên hoàng tử mọc thêm cánh bay mất? Hắn có mọc cánh thì cũng không thể thoát. Các người cảm thấy có gì lạ không? Ta vẫn có linh cảm hoàng tử đang ở đâu đây, rất gần. Thank you.
Louis à, chỉ cần ngươi chịu dạy ta cách cảm ông, ta sẽ đi vào rừng hái táo cho ngươi mỗi ngày, có chịu không? Vậy kể từ bây giờ chúng ta là bạn bè nha. Là nốt rê, có phải không? Là gì ta? Cũng không đúng luôn hả? Do re mi fa sol la si do. Vậy là ta cảm ơn được rồi, có đúng không? Do la la fa sol. Do si la sol fa mi re do. Mason. Dạ. Ông có gì muốn dặn dò? Chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã nắm rõ âm luật, tự biết phân biệt nốt trầm, nốt bổng như đã hứa. Từ hôm nay, ta sẽ chính thức dạy đàn cho cậu. Ông nói thật sao? Con cảm ơn ông. Con cảm ơn thầy. Được. Vậy bài đầu tiên ta dạy con là tư thế cầm đàn hạt và những âm tiết cơ bản. Con ngồi xuống đây, ta sẽ làm mẫu một lần. Cha nuôi, cha hiện thân đi, con có chuyện muốn nhờ cha giúp đỡ. Con trai, con muốn nhờ cha chuyện gì? Con đã truy lùng tung tích của hoàng tử nhiều tháng trời, nhưng rốt cuộc lại bị mất dấu ở một ngôi làng nhỏ. Không biết cha có cách gì giúp con không? Với năng lực và binh quyền của con hiện tại, không lý gì vẫn chưa tìm ra một tên hoàng tử yếu ớt như vậy. Có chăng là... Có chăng điều gì, thưa cha nuôi? Có chăng là hắn đã được ai giúp đỡ mới có thể trốn kỹ như vậy? Xưa kia là thần đất, chắc có một báu vật này có thể giúp ích được cho con. Đây là hòn đá phép thuật, có thể lần ra dấu chân của bất kỳ người nào. Con hãy luôn mang theo bên mình nha. Cảm ơn cha, vậy con xin phép đi ngay. Lúc trước, thiếp từng rất thất vọng vì Mason chẳng có chút tài năng nào. Thậm chí dung mạo còn xấu xí khác lạ. Nhưng từ lúc con rời đi, thiếp nhận ra thiếp chẳng cần con phải xuất sắc hơn người. Chỉ mong duy nhất một điều, đó là con có thể bình an trở về. Nhất định là con sẽ bình an thôi. Ta tin nội tâm của Mason mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nó. Nếu không thì con đã không dám một mình rời khỏi lâu đài để bôn ba bên ngoài. Xin cầu thần mặt trời tối cao hãy dõi theo và bảo vệ cho con trai của chúng con. Thưa chủ nhân, y lời người dặn, chúng thuộc hạ canh gác khu vực này cả ngày lẫn đêm, tuy nhiên vẫn chưa tìm ra hoàng tử. Không sao, ta đã có cách. Cách của công tước là hòn đá này sao? Phải, đây là hòn đá phép của cha nuôi ta. Mẹ xin, để xem ngươi còn trốn được không. Dạ thần, mau giúp ta tìm ra dấu chân của hoàng tử. Mẹ xin. Tốt lắm, không ngờ con có khả năng cảm thụ âm nhạc nhanh đến vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, con đã học được cách đàn nên những âm thanh trong trẻo, vui tươi như vậy rồi. Con cảm ơn thầy. Cũng nhờ thầy tận tình chỉ dạy, con mới học được cách đánh đàn thật thuần thục. Cũng thật kỳ lạ, càng học, con càng cảm thấy tự tin vào chính mình. Đây là một cảm giác mà trước giờ con chưa bao giờ có được. Dạ, chẳng giấu gì thầy, từ lúc con sinh ra với hình hài khác lạ này, ai cũng cho rằng con không thể làm nên trò trống gì. Cho đến khi con gặp thầy và Louis, được tiếp xúc với âm nhạc, con mới hiểu là mình muốn gì. Mỗi người sinh ra
đều có giá trị của riêng mình. Ngoại hình không nói lên tất cả, chỉ cần con tự tin vào chính mình, con nhất định sẽ tìm ra giá trị của bản thân. Wow, thật là thần kỳ. Chính là dấu chân của hắn. Mau đi theo hòn đá. Hả? Không, chuyện gì thế này? Hòn đá phép thuật của ta. Thì ra ở đây có một lớp sương ma thuật. Phải chăng tên hoàng tử này được ai đó giúp đỡ như điều cha nuôi dự đoán? Các ngươi hãy thử dùng kiếm đâm xuyên lớp sương này cho ta. Thưa chủ nhân, lớp sương này dường như bất khả xâm phạm, đao kiếm không thể xuyên qua được. Hắn đã có người giúp đỡ, ắt sẽ là mối họa khôn lường. Ta phải nhanh chóng nhờ cha nuôi tính kế mới được. Các ngươi cứ ở đây, ta sẽ sớm quay lại. Nguy rồi, hình như có ai đó đang cố tình phá gỡ kết giới. Hả? Thầy không khỏe sao? Thầy không sao, con cứ tiếp tục luyện đàn đi. Dạ. Lưỡi, lại đây ta bảo. Người lại chỗ kết giới xem có chuyện gì. Nhớ, không được manh động nghe chưa. Người làm gì vậy? Thủ lĩnh nói gì vậy? Thuộc hạ có làm gì ngài đâu. Một con khỉ mà dám trêu bọn ta hả? Vậy là một con khỉ thôi mà. Để đó, ta xử cho. Để coi ngươi còn phá được hay không. Con khỉ này trông rất là quen. Hình như... ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là con khỉ đã cứu hoàng tử ở trong rừng. Chắc chắn ngươi biết hắn đang ở đâu. Mau dẫn đường cho bọn ta. Thủ lĩnh, ngài nhiều lời với một con khỉ làm gì? Cứ rút kiếm ra thì nó sợ liền thôi. Con khỉ kia, ta đếm tới ba. Nếu ngươi không dẫn ta đi tìm Mason thì đừng trách. Một. Hai, mượn ngươi đếm. Để đó ta. Thuộc hạ lỡ lời, xin thủ lĩnh tha tội. Nhưng mà có giết mỗi một con khỉ thôi hay để thuộc hạ ra tay cho? Thôi, mời thủ lĩnh xuống kiếm. Một, hai, ba. Lưỡi, ta đã dặn ngươi sao hả? Ta đến muộn chút nữa là ngươi đã bị chém rồi, có biết không? Hả? Ông là ai? Mason, con không nhận ra thầy sao? Chuyện này là sao? Sao ông lại là thầy của con được? Hả? Ông chính là thầy của con sao? Nhưng thầy là... ta chính là thần mặt trời, hóa thân thành ông lão, cố tình thử lòng và truyền dạy cách chơi đàn hạt cho con. Thì ra thầy chính là thần mặt trời tối cao. Con cảm ơn người đã dạy dỗ cho con suốt thời gian vừa qua. Mason, thật ra từ lâu, ta đã biết con chính là hoàng tử, con của đức vua và hoàng hậu. Thì ra người đã biết tất cả rồi. Đúng vậy, ta biết và âm thầm theo dõi con từ khi con vừa mới sinh ra. Con có nhớ ai đã cứu con khỏi ngã xuống cái hố đầy gai nhọn trong rừng không? Con chỉ nhớ người cứu con rất giống một con khỉ. Lũy, có phải người đã cứu ta không? Hôm ấy ta linh tính có điều không hay xảy ra với con, nên đã cử Lô Ích đi theo và bảo vệ cho con. Thì ra chính là Lô Ích, người đã cứu ta thoát chết. Cảm ơn ngươi. Mason, ta còn chuyện này muốn nói với con. Đó là bí mật về thân thế của con. Con có biết tại sao bản thân lại có hình dáng nửa người nửa lừa thế này không?
Dạ thưa thần mặt trời, đó cũng chính là trăn trở lớn nhất của con. Vì sao từ khi sinh ra con lại khác với mọi người như vậy? Chuyện xảy ra từ hơn 20 năm trước. Khi đó thần đất vì mê sắc đẹp của mẹ con mà làm trái luật trời. Cứ ngỡ quỷ đất sẽ ăn năn hối lỗi, không ngờ hắn lại tích tụ oán khí tạo thành một viên ngọc đen nguyền rủa. Ngọc nguyền rủa? Nhưng mà ông ta nguyền rủa ai thưa thần mặt trời? Hắn đã trút mọi tức giận và nguyền rủa lên chính con đó, Mason. Là con sao? Thì ra là như vậy. Nhưng có một cách để hóa giải lời nguyền của quỷ đất. Hả? Là cách gì? Xin người hãy giúp con. Cách này chỉ có con mới có thể làm được. Đó là nếu con tìm ra một người con gái thật lòng yêu con thì lời nguyền sẽ lập tức bị phá bỏ. Nhưng làm gì có cô gái nào chịu yêu một người có bộ dạng giống như con? Mason, con không nhớ ta đã nói gì với con sao? Chỉ cần con tự tin vào chính mình, con nhất định sẽ tìm ra giá trị của bản thân. Tình yêu xuất phát từ cảm xúc nơi con tim, không phải về ngoại hình bên ngoài. Ta tin chỉ cần đủ chân thành, con nhất định sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. Màn sương ánh vàng sao? Đó có thể là kết giới do thần mặt trời dùng nắng để kết thành. Người phàm không thể qua được đâu. Vậy giờ con phải làm sao thưa cha nuôi? Nếu ngày nào chưa trừ khử được mê sinh, còn ăn không ngon, ngủ không yên. Đây là mũi tên được rèn từ đá thạch anh trăm năm tuổi, có thể phá vỡ kết giới của thần mặt trời. Cảm ơn cha nuôi, vậy con đi ngay đây. Khoan đã, cho dù có phá vỡ kết giới, khi nào Mason còn được thần mặt trời bảo vệ, con sẽ không thể làm hại hắn được đâu. Vậy con phải làm sao? Thần mặt trời không thể xen quá nhiều vào chuyện của con người, càng không thể làm hại con người được. Được rồi, ta có cách để đánh lạc hướng hắn ta. Con cứ làm như thế này. Cảm ơn cha nuôi, con nhất định sẽ làm đúng lời cha dặn. Thần mặt trời, tôi xem ông làm cách gì để bảo vệ cho Mason. Thần mặt trời, người sao vậy? Ánh sáng trên người của người. Có kẻ đang phá núi cổng trời nơi ta cư ngụ. Ta có thể cảm nhận được tiên khí của ta đang bị dấy bẩn. Nhanh lên, hãy dùng những thứ nước bẩn rác rưởi hồi thối nhất ném vào cổng trời cho ta. Nhưng thưa công tước, núi cổng trời nổi tiếng linh thiêng, được xem là nơi ở của thần mặt trời. Chúng ta làm thế này liệu có đắc tội với thần linh hay không? Ta bảo ngươi làm thì làm mau, đừng nhiều lời. Dạ dạ, thần làm ngay. Con hãy đến núi cổng mặt trời, tạt nước bẩn, ném rác rưởi hôi thối nhất vào chiếc cổng giữa đỉnh núi. Làm như vậy sẽ khiến tiên khí của thần mặt trời bị dấy bẩn, tức khắc hắn sẽ trở về thôi. Từ đó không còn ai bảo vệ cho Mason nữa. Con hãy tranh thủ trừ khử hoàng tử ngay. Không được rồi, ta phải trở về núi cổng trời xem chuyện gì đang xảy ra. Con sẽ cùng đến núi cổng trời để giúp người. Không, con còn có sứ mệnh riêng của mình. Những gì cần dạy ta đã dạy xong. Thầy trò ta coi như tạm biệt ở đây. Con đường phía trước phải do con tiếp tục khám phá. Có phá giải được lời nguyền hay không phụ thuộc ở bản lĩnh của con. Ta là thần tiên, không thể can thiệp quá sâu vào đời sống con người. Như vậy là trái với luật trời. Ta tặng con một báu vật là đàn hạt thần, có thể tấu ra ba giai điệu khác nhau tùy theo tâm trạng của người đàn. Đó là giai điệu vui tươi khiến muôn loài ca hát, yêu đời. Là giai điệu chua xót khiến người khác phải rơi lệ. Và cuối cùng
là giai điệu dịu êm, khiến ai nghe đều chìm sâu vào giấc ngủ. Con hãy siêng năng tập luyện để phát huy công dụng của đàn thần, sau này ắt có dịp dùng đến. Cảm ơn thần mặt trời, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Còn Lỗi, người nhanh nhẹn lại giỏi võ nghệ, hãy tiếp tục đồng hành và bảo vệ cho hoàng tử trong hành trình phía trước. Ta phải đi rồi, tạm biệt. Các ngươi to gan, dám làm dơ bẩn lãnh địa, tiêu hao tiên khí của ta. Chuyện thế này đâu chán luôn rồi. Đau quá Tôi giận rồi, mau chạy đi. Chạy đi. Cổng trời đã bị giấy bẩn nặng nề, ta tốn nhiều thời gian để khôi phục tiên khí đây. Rốt cuộc là ai đứng đằng sau chuyện này? Tiến lên kiếm cớ thì có. Nếu ngày mốt mà không nộp đủ thuế thì ta sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đất này và siết hết tài sản của các ngươi. Trời ơi, chúng ta làm sao xoay đủ tiền nộp thuế đây? Mẹ ơi, con mới dắt sữa bò, mẹ uống một ít cho đỡ mệt nha mẹ. Ừ, con để đó cho mẹ. Nhà mình lấy hết tiền hả mẹ? Đúng rồi, tuần trước có hai con gà mái cũng bán luôn để mua đồ ăn rồi. Bây giờ chỉ còn có con bò. Xin mẹ đừng bán nó. Nó còn có thể cho sữa mỗi ngày để chúng ta đỡ đói. Giờ chúng ta chẳng còn tiền mua thức ăn nữa. Mẹ biết con cũng yêu quý con bò như mẹ yêu quý nó, nhưng nhà mình chẳng còn gì đáng giá để mua đồ ăn. Ngày mốt còn phải nộp thuế cho lãnh chúa. Vậy thì chúng ta có thể cũng chết đói và chẳng còn nhà để ở nữa, phải không mẹ? Mẹ không nghĩ được nhiều như vậy đâu Jack à. Chúng ta chỉ có thể tới đâu lo tới đó thôi. Mẹ đã quyết rồi, ngày mai con bán con bò đi cho mẹ. Xin lỗi mày, nhưng tao không thể làm gì khác. Trời sắp mưa rồi, để tao đưa mày vô chuồng, không thôi ướt. Con gái ơi! Cha! 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 Hôm qua mưa lớn, chắc là hôm nay sẽ mát mẻ lắm đây. Tao đã chăn mày mấy năm rồi, thiệt là không nỡ bán mày đi, nhưng biết làm sao được. Ôi! Đau quá! Trời ơi, làm sao ta trở về được? Ôi, cái thân già của ta. Nhảy kìa, đúng ra. Nhảy lên kìa, dám chặn ngựa của ta. Ông định cho ngựa dẫm lên một đứa nhỏ vô tội hay sao? Ta đang vội, chứ nếu không, ta không tha cho các ngươi đâu. Sao em lang thang ở đây? Em có sao không? Em đói quá anh Chắc ơi. Em nín đi, ba mẹ em đâu? Mẹ em đang đi xây bột, còn ba em ra chợ bán đồ để kiếm đủ tiền đóng thuế cho lãnh chúa. Nhà em đã hai ngày nay không có gì để ăn rồi. Em muốn đỡ đi nè. Cảm ơn anh. Có lẽ cậu bé sẽ giúp được ta chăng? Nào, ta ra chợ bán bò và tìm cha cho em, được không? Ôi, một con bò đẹp nhất từ trước tới nay ta từng thấy. Cảm ơn ông. Sữa của nó cũng ngon lắm ạ. Ta tin là thế. Thế hai cậu đang đưa con bò đi đâu vậy? Cháu đem nó ra chợ bán. Ê,
thật đáng tiếc. Một con bò tốt như vậy chỉ có thể bán lấy tiền. Nếu không bán lấy tiền thì có thể làm gì khác hả ông? Hãy bán cho ta. Vậy ông trả cháu bao nhiêu? Bằng cái này. Ông muốn trả bằng đậu hả? Đây là những hạt đậu thần. Dạ sao? Đậu thần? Đúng vậy, nó sẽ đem lại cho cậu những kho báu lớn lao. Như vậy không hơn là một vài đồng tiền vàng sao? Cháu không biết nữa. Ông nói cũng đúng, nhưng sao cháu biết được nó có hiệu quả không? Có thể nó là loại đậu cho thật nhiều trái ngon anh Sắc ạ. Như thế anh có thể bán đậu quanh năm để có tiền mà không sợ mất mùa. Em từng nghe cha em nói như vậy á. Thật sao thưa ông? Chà, cũng có thể hiểu như thế. Jack, đậu này thật là tươi tốt mà không phải chăm sóc nhiều. Dạ đúng vậy mẹ, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Được, cháu sẽ đổi bò lấy túi đậu này. Hy vọng nó sẽ có phép thần như ông nói. Rồi cháu sẽ thấy. Chắc là mẹ anh sẽ vui lắm. Anh cũng hy vọng như vậy. Chỉ có vài hạt như vậy, không biết sẽ lên được mấy cây. Cũng có thể nó sẽ lên một cây đậu khổng lồ với đầy đậu to. Chắc giờ này cha mẹ em về rồi, em về nhà đây. Cảm ơn anh Sắc nha. Lúc nào có đậu anh sẽ đem qua cho em. Đừng có đi khỏi nhà nữa nha. Chào bác Rin ạ. Mẹ ơi, xem con bán bò được gì nè. Con bán được bò rồi hả? Mẹ cứ lo không biết con có bán được không. Họ trả nhiêu tiền? Dạ đây. Cái gì đây? Người đổi bò cho con nói á, đây là hạt đậu thần đó mẹ. Chúng ta có thể trồng nhiều đậu, màng bán lấy nhiều tiền hơn. Trời ạ, con bị lừa rồi. Mấy hạt đậu này làm được gì chứ? Lãnh chúa sẽ tới nhà chúng ta để tịch thu tất cả, thì làm gì còn chỗ nào cho chúng ta trồng đậu? Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con chỉ nghĩ bán đậu sẽ giúp chúng ta có tiền lâu dài hơn bán một con bò lấy vài đồng. Thôi, chuyện cũng đã rồi, giờ đành bụng đói mà đi ngủ thôi. Còn lãnh chúa thì sao thưa mẹ? Thì đợi ngày mai sẽ tính tiếp. Bánh của ta đâu? Kem sô-cô-la của ta đâu? Ngươi làm cái gì mà lê mê vậy hả? Nếu ngươi không làm nhanh hơn thì ta sẽ giam ngươi lại mãi mãi. Cha ơi, giờ cha ở đâu? Con là tiên mà phải làm người hầu cho tên khổng lồ độc ác này. Con sẽ cố gắng nhịn hắn, đi tìm lại đũa thần và đi tìm cha. Đi dắt sữa bò thôi. Mà hôm qua đã bán con bò rồi. Trời, đúng là một cây đậu thần. Không thể tin được. Không biết trên đó có gì nữa. Ông lão nói gì ta? Ông ấy nói nó sẽ mang lại kho báu lớn lao sao? Hay ta thử leo lên trên xem. Không ngờ lại cao như vậy. Cây đậu có hoa thì hẳn sẽ có trái. Lên cao chút nữa biết đâu sẽ hái được những trái đậu khổng lồ. Chắc sẽ được giá lắm. Mẹ sẽ không phải buồn rầu lo cái ăn mỗi ngày nữa.
không biết cây đậu này sẽ cao tới đâu nữa. À, đói bụng quá, từ hôm qua tới giờ mình chưa ăn gì hết. Mình cứ vào trong xin chút gì bỏ bụng coi sao. Jack ơi, Jack ơi, thật khủng khiếp, cây gì thế này? Jack ơi, lạnh chưa? Mau đóng tiền thuế. Tôi thưa lãnh chúa, xin hãy cho tôi thêm 3 ngày. À thôi, 1 ngày cũng được. Con trai ngươi hôm qua dám chọc giận ta, ta chưa bắt ngươi đóng tiền phạt là may lắm rồi. Xin lãnh chúa hãy rộng lòng tha thứ cho con trai tôi còn nhỏ dại. Tiền thuế chỉ 1 ngày thôi, tôi sẽ trả đủ. Người đâu, bắt bà ta cùng những kẻ không đóng tiền thuế khác giam lại cho ta. Trời, sao nhà lại có chó dữ vậy? Tha cho tôi, tha cho tôi. Có ai cứu tôi không? Mày thích ăn đậu sao? Nơi này thật là to lớn. Cún cưng của ta. Ai thế này? Đừng sợ, cậu là ai? Sao lại đến được đây? Hãy bọn trốn thuế này về lâu đài, cho chúng làm nô lệ đến khi nào chúng trả hết nợ thì thôi. Dù không thu được vàng, nhưng ta cũng có được một đám nô lệ. Ta sẽ dắt kiệt sức của chúng để bù lại số vàng kia. Vậy là nhờ cây đậu thần mà tôi lên đến đây được. Vậy là cha ta đã đưa đậu thần cho cậu lên đến đây. Hả? Cha cô? Đúng vậy, cha ta là chủ lâu đài này. Nơi đây cai quản những đồ vật phép thuật của các tiên. Nhưng tên khổng lồ nọ đã tấn công bất ngờ và khiến cha ta rơi xuống trần gian. Nghe cậu kể thì cha ta đã bị mất hết phép thuật và không thể quay lại đây được nữa. Đậu thần chính là của cha ta. Có việc gì tôi có thể giúp cho cô không? Ta không biết nữa. Bây giờ ta phải tìm được cây đũa thần bị gã khổng lồ cướp mất thì sẽ tìm được cách. Nhưng cô không biết gã khổng lồ cất ở đâu sao? Tên khổng lồ về rồi. Cậu phải mau trốn đi. Nếu hắn bắt được cậu thì... tôi không dám nghĩ tới điều đó. Vậy tôi biết trốn ở đâu đây? Đồ ăn trưa của ta đâu? Có mùi con người à? Làm gì có ai? Ngươi nghe lầm rồi, chẳng có ai ở đây hết. Vậy còn cái này? Ta đang làm thử món bánh mới, có trộn thịt heo nướng trong đó. Có lẽ ngươi đã ngửi nhầm mùi rồi. Được, đem lên ta ăn xem. Bất cứ thứ gì có thịt nướng ta đều thích. Suýt nữa thì... Cậu ở đây ăn bánh đi. Tôi phải đem bữa trưa lên cho hắn. Sau khi hắn ngủ say, cậu có thể đi khỏi đây.
hắn sẽ không biết gì đâu. Những đồng tiền vàng xinh đẹp của ta, kho báu của ta. Nếu có thể đem được một vài đồng về thì có lẽ tình lãnh chúa sẽ để yên cho mẹ con mình. Cậu muốn chết hay sao mà vào đây? Hắn không còn tỉnh táo nữa, cậu mau trở về nhà đi. Đi đi. Ta không thể để cho cô tiên biết, nếu không cô ấy sẽ bị giả lây. Nhưng ta cần một ít đồng vàng để cứu mẹ và những người hàng xóm nghèo đói. Chỉ một đồng tiền là đủ, hắn sẽ không biết đâu. Không biết tên khổng lồ đang ngồi ở phòng nào. Sao mình tìm mãi vẫn chưa thấy hắn? 1001, 1005. Cơ hội của mình đây rồi. Chắc chừng này là đủ rồi. Huy chết rồi, nặng quá làm sao ta vác về được đây. Tham lam là mất mạng, không được, ta phải bỏ lại thôi. Trời, thế là mất tôi công sức. Hay quá, cảm ơn mày nha. Mày đúng là một chú chó thông minh. Cảm ơn mày. Tao phải trở về nhà đây, nhưng tao sẽ trở lại và mang thêm đậu cho mày ăn nha. Mẹ ta mà thấy số vàng này chắc sẽ mừng lắm. Mẹ ơi, con đã về rồi đây. Anh Trác, anh về rồi. Lãnh chúa đã bắt mọi người trong làng làm nô lệ cho đến khi nào có tiền đóng thuế cho hắn. Cha em cũng bị bắt rồi. Thật là một kẻ độc ác. Nhưng anh đã có tiền rồi, chúng ta mau đi chuộc mọi người ra. Đèn đốm đâu rồi? Sao lại tối như vậy? Những đồng tiền vàng của ta, có kẻ đã ăn trộm những đồng tiền vàng của ta. Chắc là cậu bé Chắc đi mà. Ai mà dám vào đây ăn trộm kia chứ? Ông xem, chính ông ngủ quên rồi hất những đồng tiền vàng xuống, chúng chỉ bị lăn ra đó thôi. Hay chính cô đã trộm của ta? Tôi không hề vào đây sau khi bê đồ ăn cho ông. Với lại, ông quên tôi là tiên hả? Tôi đâu có cần chúng. Tốt nhất là đừng để ta biết có kẻ trộm nào. Thì ra là tên quắt con sáng hôm qua đây mà. Người tới đây làm gì? Mẹ ngươi không đóng thuế đã bị tống giam rồi. Ngươi muốn đến thay mẹ ngươi sao? Ta đến để đóng thuế. Tới 5 đồng tiền vàng lần đó. Vậy thì ta sẽ trả hết cho những người chưa đóng thuế. Ghê gớm thật. Ngươi sẽ lấy tiền ở đâu ra? Từ trên trời rơi xuống chắc. Ông cứ nói xem hết bao nhiêu. Tự nhiên mà nó tự tin hỏi tiền như vậy, chắc chắn là có âm mưu gì đấy.
Nếu ngươi trả được số tiền bằng đúng hai con bò này thì ta sẽ thả hết. Ông phải đưa mẹ tôi và mọi người ra đây làm giấy tờ cam kết thì tôi mới đưa tiền. Được lắm, để xem. Jake, con làm gì ở đây? Mẹ, nếu tôi giao số tiền bằng đúng hai con bò này thì ông phải thả tất cả họ ra. Được, nếu không ngươi và đám người kia sẽ phải làm nô lệ cho ta suốt đời. Trời ơi, tiền ở đâu mà to dữ vậy? Nhiều quá chứ. Ở đâu mà ngươi có những đồng tiền vàng khổng lồ này? Đương nhiên là ở trên trời rơi xuống rồi. Có phải là vàng thật không? Sao? Ông phải giữ lời hứa, thả chúng tôi đó. Giao ước đã ký rồi. Được, được. Cút hết đi, cút hết đi. Đúng là vàng thật. Cảm ơn chị Rin và cháu Jack. Tôi tưởng đâu... Anh Jack thật dũng cảm. Cũng may mắn mà thôi, cùng là hàng xóm cả, chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ. Dạ, mẹ cháu nói phải đó. Tiếc là cháu không thể mang theo nhiều vàng hơn để giúp mọi người mua thức ăn. Thức ăn thì có thể kiếm sao, miễn là chúng ta đã an toàn thoát ra. Dạ, để ngày mai con trở lên cây đậu xem còn có thể kiếm được những đồng vàng nữa không. Chú nghĩ là không nên đâu Jack à. Chúng ta đều biết người khổng lồ đáng sợ như thế nào mà. Mẹ không cho phép con đi đâu. Một lần con thoát được là do may mắn thôi. Hãy nghĩ xem chuyện gì xảy ra nếu con bị phát hiện. Hay gã khổng lồ phát hiện cây đậu mà xuống đây thì sao? Nhưng còn cô Tiên và cha cô ấy, con không thể bỏ mặc họ. Ngày mai con sẽ lên cây đậu. Phải cẩn thận đó. Nếu sức mất miếng nào, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Bọn dân đen này tìm được ở đâu ra những đồng tiền vàng to quá khổ như vậy? Chắc chắn là bọn chúng sẽ còn nữa. Ta phải lấy cho hết mới được. Con không hiểu sao? Chúng ta đã an toàn rồi, con không được đến lâu đài của người khổng lồ nữa. Nếu ông ta tức giận lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nhưng còn cô Tiên và cha cô ấy? Mẹ cháu nói đúng đó Jack à. Cô ấy là Tiên mà, họ có phép thuật, chắc chắn sẽ tự lo được. Chúng ta lo tên lãnh chúa ấy còn chưa xong, sao có thể can thiệp vào chuyện khác được nữa. Mình phải quay lại đó xem cô Tiên có ổn hay không thôi, rồi sẽ trở về thật mau. Mẹ mình không biết được đâu. Ta đem vài trái đậu làm quà cho chú chó mới được. Mày đấy rồi. Hả? Cậu quay lại đây ư? Cô Tiên, cô có sao không? Trời ạ, cậu quay lại đây rất là nguy hiểm đó. Tên khổng lồ đã nghi ngờ có người trộm vàng của hắn rồi. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, nên tôi muốn quay lại cứu cô. Cứu tôi? Cậu định làm thế nào? Phải, cậu đoán đúng rồi đó. Hắn ta rất giận dữ khi thấy những đồng vàng bị bỏ lại dưới cửa sổ, nhưng hắn chỉ mới nghi ngờ thôi. Hay là cô theo tôi xuống cây đậu đi tìm cha cô? Nếu như không tìm được đũa phép á, thì tôi xuống tìm cha tôi cũng vô ích thôi. Chẳng may tên khổng lồ biết được và theo tôi xuống cây đậu thì toàn bộ vùng đất của anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta phải tìm đũa thần trước sao? Đúng vậy, tôi phải tìm đũa phép lúc tên khổng lồ chưa về. Lần trước tôi thấy có một căn phòng bị che kín ở phía trên kia, có thể là nó ở đó đó. Thôi rồi, vậy là hắn để ở chỗ cây đàn. Cây đàn? Cây đàn nào? Tên khổng lồ đã về.
Ngươi định đi đâu vậy hả? Lần này ta nghe rõ có mùi con người. Ngươi mau giao con người đó ra đây. Chắc chắn nó đã trộm vàng của ta. Ông nghe nhầm rồi. Chẳng có con người nào ở đây hết. Tôi đã nói là không có con người mà. Ông nghe lầm rồi. Đem rượu tới phòng ăn cho ta. Chắc, chắc, cậu đâu rồi? Nhanh lên, ta đang cắt khô cổ đây. Ngỗng ơi, ngỗng ơi, hãy đẻ trứng vàng cho ta. À, giỏi, giỏi lắm. Ngỗng ơi, ngỗng ơi, hãy đẻ trứng vàng cho ta. Thật là một báu vật hiếm có. Ngươi còn không mau vào bếp đi. Ở đây không cần ngươi nữa. Chắc ơi, cậu đang ở đâu? Khi nào thì mình mới ra khỏi đây được? Thằng Jack chắc lại leo lên cây đậu rồi. Thiệt khổ quá. Các ngươi mau ra đây nghe ta thông báo. Ta cho các ngươi 3 ngày, mỗi ngày phải nộp 5 đồng tiền vàng thuế đất. Nếu không thì các ngươi phải dọn đi khỏi đây cho ta. Thưa ngài, sao lại đột ngột như vậy chứ? Ta quyết định từ nay tăng thêm thuế đất, vì ngân khố đã cạn. Quân lính của ta cũng cần được trả lương để bảo vệ các người chứ. Thưa ngài, chúng tôi cũng đã làm hết sức, nộp hết những gì chúng tôi có cho ngài. Giờ chúng tôi chẳng còn thứ gì để ăn. Đó là vì các ngươi lười biếng, sử dụng đất của ta mà chẳng làm được gì, khiến cho trồng trọt khó khăn. Ta phải ra thuế đất để các ngươi chăm chỉ hơn mới được. Sao có thể như vậy được? Đó là quá đáng mà. Tiền đâu mà chúng tôi làm chứ? Các ngươi có vàng để đóng thuế lúa mì thì rõ ràng các ngươi còn có thể đóng thuế đất. Ta đã nhân nhượng với các ngươi nhiều lắm rồi. Bây giờ thì đem vàng ra đây, hoặc là biến khỏi đất của ta. Sao cái cây này lại mọc được ở đây? Chiếm đất của ta. Người đâu? Mau chặt đi. Xin đừng. Mình ngủ quên mất. Đến lúc mình phải trốn rồi. Cửa sổ không đi được rồi. Mày đừng đi theo tao. Tên khổng lồ biết được sẽ rắc rối lắm đó. Mày làm vậy thì tao sẽ chết mất. Mày nhất quyết đi theo tao sao? Thôi được rồi, tao sẽ đem mày đi cùng vậy. Ngọng của ta. Hả? Cậu định lấy con ngỗng đi sao? Tên khổng lồ sẽ nổi điên lên mất. Tôi không định lấy, nhưng con ngỗng cứ đòi theo tôi à. Cậu hãy đưa con ngỗng cho tôi và trở về nhà đi. Đừng trở lại đây nữa, nguy hiểm lắm. Con ngỗng của ta đâu? Hắn thức rồi, cũng mau đi nhanh đi. Đi đi. Là My, chính là My trộm con ngỗng và những đồng tiền vàng của ta. Tôi không có. My còn chối không? Mau đem trả vàng và con ngỗng của ta ra đây. Mau chặt cái cây đậu này cho ta. Bất cứ thứ gì ta không cho phép trên đất của ta đều phải nhổ bỏ.
xin lãnh chúa thương tình để cái cây này lại. Nó là do tự nhiên mọc lên, chúng tôi cho là điềm lạ, không dám đụng vào. Xin hãy để chúng tôi cầu nguyện qua một đêm, ngày mai sẽ chặt đi ạ. À, ta không cần biết, mau chặt cái cây này đi. Ai như gã lãnh chúa, sao gã lại ở đây? Thôi rồi, lão ta định đốn cây đây mà. Kẻ nào dám ném ta vậy? Người đánh hả? Để cây đậu nó lại đi, mau về thôi. Thằng người nhớ đóng thuế đất cho ta đó. Cái quái gì vậy hả? Ông lãnh chúa, là một con ngỗng thôi ạ. Hôm nay đúng là đen đuổi. Đem con ngỗng này về nướng ngay cho ta. Mẹ biết ngay là con lại lên cây đậu mà. Suýt nữa thì lãnh chúa đã chặt cái cây rồi đó, con có biết không? Mẹ, con biết rồi. Mẹ có thấy con ngỗng nào bay xuống đây không? Mẹ không thấy, nhưng con có nghe mẹ nói không? Ngày mai chặt cây đậu đi, và đừng có nghĩ tới việc trở lại lâu đài của người khổng lồ, hay là chọc giận lãnh chúa nữa. Có dấu chân ngựa và lông ngỗng vương vãi ở đây, vậy là có khi con ngỗng bị lãnh chúa bắt mất rồi. Trời sắp tối rồi, con còn đi đâu? Con đi tìm con ngỗng. Mẹ đừng lo, con sẽ về ngay. Những chiếc lông ngỗng chỉ hướng mình đến đây, không biết có đúng là lãnh chúa đã bắt được con ngỗng không nữa. Này ông kia, đi đâu? Tôi giao thêm rơm cho đầu bếp, nghe nói hôm nay sẽ làm món ngỗng quay cho lãnh chúa. Ta có nghe chuyện này rồi, nhưng mà cũng phải kiểm tra đã. Hành nướng, hành nướng thơm lừng. Con ngỗng kia rồi. Yên nào, ta đến để cứu mày. Mình biết đi đường nào bây giờ? Phải bắt nó cho ta. Thưa lãnh chúa, chúng ta sẽ gây chiến thiệt sao? Ngươi là lính mà sợ cái gì? Ta làm như vậy để bọn dân đen nộp thêm thuế đất cho chúng ta. Cứ bắt hết bọn chúng nếu cần. 10 phút nữa mà món ngỗng quay không ở trên bàn á thì ta xử tội tên đầu bếp này ngay. Suýt chút nữa thì... Rơm mới đã đến rồi, tôi cam đoan. Tốt nhất là rơm khô và sạch sẽ hơn lần trước nha. Nào, mời ông ra xem. Mày phải im lặng, chúng ta mới rời khỏi đây được. Mùi gì mà khét quá vậy? Dạ thưa lãnh chúa, hình như là bữa tối của ngài. Bao giờ mới trả tiền cho mình đây chứ? Tiền rơm của ông đây.
thấy rồi, thấy rồi. Loạn hết rồi, loạn hết rồi. Vừa cháy bếp bây giờ lại cháy rơm. Bữa tối của ta thì Tiêu Tùng đã mất. Ta sẽ trị tội tất cả các ngươi. Kìa, tên trộm kìa, mau lên ngựa đuổi theo nó cho ta. Bắt lấy tên trộm cho ta, không để nó thoát. Mau tìm đi, dùng gươm đâm vào các bụi cây. Tên trộm chưa thể đi xa được đâu. Ta vừa nghe thấy tiếng gì phải không? Chặt hết mấy bụi cây này cho ta. Chắc chắn là chúng đang ở đây. Lão là ai? Sao lại đi lang thang ở đây? Tôi không có nhà, chỉ có mỗi con bò này làm bạn đi khắp nơi. Lão có thấy kẻ nào ôm con ngỗng đi ngang qua đây không? Làm gì có ai, tôi không thấy ai hết á. Phải vậy không? Dạ thưa ngài, tìm nãy giờ không thấy ai hết. Có lẽ chúng ta nhầm rồi. Cậu ra được rồi đó. Dạ cháu cảm ơn ông. Mày dám trộm đồ của ta, mày muốn tìm được ép của mày đúng không? Ta đã phá nhân nhượng với mày rồi. Ta sẽ giam mày ở đây mãi mãi, đừng mong có thể lấy lại được lâu đài. Vậy là tên khổng lồ đi cướp những bảo vật từ khắp nơi. Thiệt là. Thưa ông, vậy làm sao cứu được cô tiên? Hiện tại thì con ta vẫn an toàn. Hắn không thể đuổi con ta ra khỏi nhà vì cây đàn hạt. Cây đàn hạt? Đúng vậy, cây đàn hạt là thứ bảo vệ lâu đài và phục hồi những đổ nát, giúp cây cối mọc tươi tốt. Nhưng cây đàn hạt được để trên tháp cao nhất của lâu đài với rất nhiều bùa phép bảo vệ, mà chỉ có đũa phép của con gái ta mới mở được. Chiếc đàn đó không thể đem ra khỏi lâu đài, nếu không cả lâu đài sẽ bị phá hủy, và nó chỉ tuân lệnh những ai cư ngụ trong lâu đài mà thôi. Ông không muốn trở về nhà sao? Không có cách nào à? Muốn chứ, nhưng chỉ có một cách. Ngỗng ơi, ngỗng ơi, hãy để trứng vàng cho ta. Thật là thần kỳ. Mẹ thấy không? Giờ chúng ta có thể trả được thuế đất và giúp mọi người trong làng nữa. Mẹ nói vậy không phải là khuyến khích con trộm đồ đâu. Trộm cắp là một việc rất xấu. Nhưng con ngỗng tự ý đi theo con mà. Ngươi đừng có mà đồng ý với nó. Lấy những thứ không phải là của mình, dù với mục đích nào thì cũng là sai. Nhưng tên khổng lồ đó độc ác lắm mẹ ơi. Giả lại á, con ngỗng này cũng đâu phải của hắn. Hắn đã cướp của người khác mà. Đó, chưa kể đến những nguy hiểm mà con gặp phải khi gặp gã khổng lồ. Nếu hắn đã cướp của người khác mà con còn cướp của hắn thì con có khác gì hắn đâu. Dạ, mẹ nói đúng. Nhưng mà chúng ta sẽ trả lại con ngỗng và mớ trứng vàng này sao? Còn lãnh chúa thì sao? Mọi người sẽ mất đất và nhà. Mẹ ơi, con đã nói chuyện với ông tiên,
ông ấy hứa sẽ trả lại con ngỗng cho chủ của nó nếu ông ấy được trở về nhà. Chúng ta hãy mượn đỡ con ngỗng lần này thôi, để giúp mọi người, rồi chúng ta sẽ trả lại. Dù sao thì nó cũng sẽ không thể trở về với gã khổng lồ được. Thôi được, chúng ta sẽ nhờ con ngỗng lần này. Nhưng con hứa với mẹ, con sẽ không ăn trộm nữa. Dạ, con hứa với mẹ. Các người mau nộp thuế đi, nếu không thì đi khỏi đây ngay. Ủa thưa ngài, chỉ mới 2 ngày thôi mà ngài đã tới đòi, hạn là 3 ngày kia mà. Chà, ngươi dám cãi ta sao? Hôm nay hay là ngày mai thì có khác gì chứ? Nếu như có tiền thì hãy trả đi, còn không thì mau dọn đi. Thưa ngài, xin hãy tha cho con tôi nhỏ dại. Xin ngài cho chúng tôi một ngày nữa để kiếm cho đủ ạ. Ta nhịn thằng nhóc này mấy lần rồi. Hôm nay ta chưa đuổi bọn dân làng đi, nhưng ta sẽ đuổi hai mẹ con ngươi trước. Xin đừng. Ông không thể đuổi chúng tôi được. Tôi muốn mua lại đất này. Mua lại đất này hả? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Như vậy đã đủ chưa? Một quả trứng vàng á chỉ đủ trả thuế đất của vài người thôi nhóc à. Ngươi cần 10 lần như vậy mới có thể mua hết đất của ta. Hả? Ngài nói thật sao? Tôi đưa 10 lần quả trứng này ra thì ngài có hứa bán đất cho chúng tôi không? Ngươi có thể có 10 quả trứng vàng này nữa sao? Nhưng ngài có hứa không? Ta làm giao ước đi. Nhưng làm sao ta biết ngươi có 10 quả trứng vàng hay không? Ngươi hãy đem ra đây cho ta xem. Không được. Nếu vậy ngài đổi ý, muốn đòi nhiều hơn thì sao? Ngài nghĩ xem, tôi chưa từng lừa ngài. Lần trước tôi cũng đã giữ lời hứa rồi. Được, vậy hãy làm giao ước đi. Thế, ông phải cho tôi xem giao ước trước đã. Mẹ cứ tin con. Vậy là xong. Chúng tôi có quyền giữ đất và nhà của chúng tôi mà không cần đóng thuế cho ngài nữa đúng không? Đúng vậy. Từ nay các người không cần nộp thuế cho ta nữa. Nhưng ta cũng không cần bảo vệ các người khỏi bất cứ thế lực nào nữa. Ông định làm gì? Ta muốn lấy hết số trứng vàng còn lại. Mau đem ra đây. Ông nói gì vậy? Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Thì bây giờ ta không còn bảo vệ các ngươi nữa, mà ta sẽ chiếm đánh các ngươi. Ông thật là gian xảo. Người đâu? Lục soát nhà đó cho ta. Ông không được làm như vậy. Ngăn cản ta hả? Dựa vào ngươi sao? Dựa vào tôi. Các ngươi, các ngươi. Ông nói bảo vệ chúng tôi, nhưng thực ra luôn áp bức chúng tôi, không cho chúng tôi một ngày yên ổn làm ăn. Nay chúng tôi đã mua đất của ông rồi, thì ông hãy xéo đi. Chúng tôi sẽ dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ đất đai của chúng tôi. Các người hãy chờ đó. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con cháu. Có gì đâu, nhờ có mẹ con cậu mà chúng ta sở hữu đất đai của chúng ta rồi, không còn phải lo gì nữa. Nhưng rồi lãnh chúa sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng, phải không mọi người? Đúng, đúng vậy, đâu có được vậy. Đâu có để vậy ngoài được. Con đừng nghĩ tới chuyện leo lên cây đậu nữa. Ngày mai phải chặt nó cho mẹ. Con đã hứa rồi đó. Dạ con nhớ rồi. Tao có thể nghe thấy tiếng lão khổng lồ quát tháo. Tao lo cho cô tiên quá. Không được, ta phải tới đó cứu cô tiên. Cô ấy đã giúp ta nhiều lần. Jack, về đi con, nguy hiểm lắm. Jack, con không thể bỏ mặc cô tiên được. Con xin lỗi mẹ, con sẽ về sớm. Bọn này không thể tự nhiên mà có được những đồng tiền vàng thật lớn và những quả trứng vàng như thế này.
chắn là chúng đã đào được kho báu rồi. Phải rồi, hình như tất cả thay đổi từ khi có cây đậu đó. Chẳng lẽ bọn chúng tìm được kho báu ở trên trời sao? Nếu vậy ta phải sở hữu cây đậu đó và moi cho bằng hết kho báu của bọn chúng. Người đâu, mau tập hợp quân đội và binh sĩ. Chúng ta sẽ tiến đánh bọn nông dân đó trong đêm. Thưa lãnh chúa, nhưng không phải người đã bán đất cho bọn chúng rồi sao? Ngươi thì biết cái gì? Bọn chúng tưởng có thể che giấu kho báu khỏi mắt của ta sao? Nhanh lên, tập hợp binh lính. Chúng ta sẽ chiếm lại đất đai. Ta sẽ có tất cả. Khoảng 2 ngày nữa, cây đàn phải được đem xuống lau chùi và lên dây lại. Đó là lúc duy nhất cậu có thể tìm được cây đũa phép của con gái ta. Cô Tiên đâu rồi? Cô ấy có sao không? Mau lên, chúng ta đi cứu cổ thôi. Gã khổng lồ đâu rồi? Cô Tiên, cô Tiên, chắc là chắc phải không? Cô có sao không? Chắc, sao cậu lại quay trở lại? Tên khổng lồ đang ở trong lâu đài đó. Tôi rất lo cho cô. Tên khổng lồ gây sấm sét mấy ngày nay. Em ơi, không phụ nữa. Tôi nghĩ gã khổng lồ đang đi lấy cây đàn. Đúng vậy, hôm nay là ngày phải lau chùi cây đàn. Nhưng phải có đũa phép của tôi á, thì hắn mới mở được khóa bảo vệ của cây đàn. Vậy là hắn đang đi lấy cây đũa thần. Tôi sẽ đi theo lấy lại cây đũa thần cho cô. Cậu cẩn thận đó. Chúng ta phải giữ im lặng để lấy lại được cây đũa thần. Cuối cùng ta cũng có thể chạm vào vật báo thần kỳ này. Nào, cùng đem xuống lao chùi cho ngươi nào. Chúng ta chờ xem hắn sẽ để cây đũa phép ở đâu, rồi sẽ trộm sao? Ta sẽ cất đũa phép ngay đây, để khỏi đi lấy cho mất công. Ngươi là một báu vật canh nhà hay nhất trên đời. Sau khi lau chùi xong, ngươi sẽ chỉ nhận ta làm chủ nhân. Và ta sẽ không cần con bé Tiên lẫn cái đũa phép của nó nữa. Hãy tấu nhạc lên cho ta. Thế là từ nay ta đã sở hữu lâu đài báu vật. Ôi chào, khúc nhạc làm ta thấy thoải mái quá. Có lẽ ta sẽ đánh một giấc trước đã. Không thể ngủ lúc này được, cô Tiên sẽ nguy mất. Bây giờ ta sẽ leo lên túi của hắn để lấy đũa thần. Mày hãy chờ, đón lấy cây đũa thần, nghe chưa? Khi nào ta kéo dây thì mày kéo ta ra nha. Mình sẽ lấy được đũa phép, nếu không cô Tiên sẽ gặp nguy hiểm mất. Không ngờ trong này tối quá à.
mình làm sao tìm được đủ phép đây? Mày dám trộm thủ thân của ta! Ông chủ ơi, có người trộm tôi. Ăn trộm, ăn trộm. Mày chính là mày đang trộm vàng và con ngỗng thần của ta đúng không? Đúng là ta đây. Và ta sẽ lấy luôn cây đàn này của ngươi. Để xem, ta sẽ bắt được mày. Ôi, em lấy được đũa phép rồi. Còn rác đâu? Em mau chỉ đũa phép vào ổ khóa. Bạch Gia sẵn lòng giúp đỡ cho mọi người, mọi vật xung quanh mình. Vì thế cứ mỗi độ xuân về, chim chóc lại ríu rít kéo nhau tới làm tổ, hót vang quanh nhà cậu. Bà ơi, ngày nào cũng được nghe tiếng chim hót như vậy thật thích. Vì cháu yêu thương các loài vật nên chúng mới hót cho cháu nghe đó. Chúng hót để cho bà vui và sống lâu với cháu đó, đúng không chim nhỏ? Bà chỉ cần thấy cháu lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn là vui rồi. Đầu của tôi. Ai đó? Hào, cháu có sao không? Tức quá, lại bắn chợt. Nè anh Quý, anh bắn trúng đầu tôi, sao không xin lỗi? Xin lỗi hả? Tao còn chưa xử mày cái tội đứng chắn đường che khuất tầm nhìn, làm tao bắn trật con chim kia. Chưa bắt mày đền là còn may, ở đó mà la lối. Anh thật là ngang ngược. Anh đừng nghĩ anh là con phú ông, thì muốn làm gì thì làm. Tao vậy đó, mày làm gì được tao? Anh đi chỗ khác đi. Đừng có vào sân nhà tôi, làm hại mấy bạn chim nữa. Mày tưởng tao thích tới nhà mày hả? Chỉ tại quanh đây nhiều chim tới làm tổ nên tao mới tới thôi. Mà chả hiểu sao vườn nhà tao cũng cây cối tùm, mà sao không có con chim chóc nào thèm tới. Nè, đất lạnh thì chim mới đậu, con yêu thương chim chóc thì chúng mới tới nhà con. Con cứ bắn chim, bắt chim hoài thì con nào dám tới nhà con nữa. Chim bay đầy trời, bắt vài con cũng đâu có hết đâu mà lo. Không nói chuyện với hai người nữa, tôi đi chỗ khác tìm chim đây. Dạ thôi, cháu phải ra đồng đây, kẻo trời nắng. Bà ở nhà đang sọt ít thôi, bà đừng cố quá, không lại mệt đó. Bà biết rồi. Thả én nhỏ ra, đồ cáo xấu xa. Én nhỏ, em không sao chứ? Có anh đây, đừng sợ. Thằng Hào kia rồi, mình sẽ trêu chọc nó với mấy con chim én tiếp. Ê, Hào. Anh Quý, đừng lại đây, có con cáo dữ. Mày tưởng gạt được tao hả? Ôi trời ơi, cáo, cứu tôi với, cứu tôi với. Không sao rồi anh Quý, anh không bị thương đâu chứ? Sao cứ gặp mày là tao lại xui xẻo? Thôi, tránh xa tao ra cho tao nhờ. Là anh tự chạy tới gần tôi mà. Én nhỏ, không sao đâu, con cáo kia chạy rồi. Cánh của em bị thương rồi, tội nghiệp quá. Để anh về băng bó vết thương cho em nha. Cánh của em vẫn đang bị thương, chưa có bay được đâu. Bà thấy vết thương của én chưa thể lành ngay được đâu. Cháu lấy rơm ngoài giường làm cho én nhỏ một cái tổ để nó nằm cho ấm. Dạ, cháu đi làm ngay. Én nhỏ ơi, đợi anh chút nha.
May quá, cánh của én nhỏ đã hoàn toàn bình phục rồi. Giờ em có thể tha hồ bay lượn. Cháu nhìn kìa. Hả? À, có phải én nhỏ đang nhớ nhà đúng không bà? Đúng rồi, én nhỏ đã khỏe mạnh, đã đến lúc én nhỏ nên trở về với gia đình thật sự của nó. Với lại mùa đông lạnh giá sắp đến rồi, chim én cần di cư về phương Nam để tránh gió rét đó con à. Dạ cháu hiểu rồi. Vậy én nhỏ ơi, em cứ bay theo đàn đi. Khi nào tới mùa xuân ấm áp, én lại về thăm anh và bà nha. Tạm biệt én nhỏ. Ơ, én nhỏ, có phải em không? À, đúng là én nhỏ thiệt rồi. Này em lớn quá à. Bà ơi, én nhỏ nè, em ấy nhớ đường về thăm mình thiệt nè. Thật là kỳ lạ. Không ngờ đã mấy tháng trôi qua mà chim én vẫn nhớ nhà của bà cháu mình. Ơ, em cho anh cái gì à? Có lẽ đây là một hạt giống, cháu cứ thử gieo trồng xem sao. Cháu sẽ chăm sóc cho hạt giống thật tốt. Cháu bà giỏi lắm. Năm nay nắng nóng kéo dài, nước ở các mương nội đồng cũng cạn kiệt, đất đai khô cằn hết rồi. Bao nhiêu năm làm nông, tôi chưa thấy đợt nào khô hạn kéo dài như năm nay. Năm nay bà con nông dân lại khổ đây. Hào, cháu lại đây. Hạt giống này thật là kỳ lạ. Chỉ mới gieo trồng vài ngày mà cây đã cao lớn, ra một quả rồi đây nè. Hay quá à. Vậy chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có bầu ăn rồi. Sao vậy Hào? Cây bầu nhà mình xanh tốt quá, chẳng bù với cây lúa ngoài đồng bà ơi. Năm nay trời khô hạn, cả ruộng lúa sắp chết khô rồi. Nếu lúa mà chết thì bà cháu ta biết lấy gì mà sống. Ăn đỡ chén cháo loãng đi con, nhà mình giờ chẳng còn gì để ăn hết. Con vẫn đói bụng quá mẹ ơi. Hết gạo rồi, hay là mình thử qua nhà phú ông vay ít gạo xem sao. Năm ấy hạn hán mất mùa, nông dân rơi vào cảnh đói khổ. Trong làng chỉ có nhà phú ông là giàu có, nhưng keo kiệt, chẳng chịu giúp đỡ người khó khăn. Ai đến vay gạo cũng bị ông khước từ. Các ông các bà về cho. Đợi phú ông bận nên hôm nay không có tiếp khách. Xin cho tôi gặp phú ông đi, tôi chỉ muốn vay ít gạo. Cả nhà tôi đã không có gì bỏ bụng mấy ngày nay rồi. Không có vay mượn cái gì hết. Ai có tiền có bạc mua gạo thì ông bán. Kìa phú ông, chúng tôi nông dân quanh năm làm ruộng chỉ đủ ăn, lấy đâu ra bạc vàng. Ông rủ lòng thương cho chúng tôi vay ít gạo sống qua bữa. Dù tới được mùa chúng tôi hứa sẽ trả đủ mà. Xí, giờ còn chả có gạo để ăn mà hứa với hẹn. Không có nói nhiều, không có tiền thì đi chỗ khác. Hầu đâu, đóng cửa cho ông bà. Kìa phú ông phú bà, xin ông bà đó. Làm ơn thương tình. Vợ chồng nhà phú ông thiệt keo kiệt. Mình có nhịn đói vài ngày cũng không sao, chỉ lo cho bà. Hả? Chuyện gì vậy? Quả bầu. Bà ơi bà, mình không có gạo thì mình ăn đỡ bầu. Bầu luộc, bầu hay bầu xào gì cũng ngon, đúng không bà?
Giờ này có bầu để ăn là tốt lắm rồi. Cháu hái xuống đi. Wow, trời ơi, bà nhìn kìa. Gì vậy nè? Bà già nên mắt mờ rồi à? Trong quả bầu lại toàn gạo trắc và vàng bạc. Không đâu, là thiệt đó bà. Vậy đây là quả bầu tiên rồi. Hóa ra đây là món quà mà én nhỏ muốn cảm ơn cháu đã cứu mạng nó đó. Hào nè, đây là món quà quý giá với hai bà cháu ta. Nhưng mà mọi người đang đói khổ vì mất mùa. Cháu hãy chia gạo và vàng bạc vào những túi nhỏ rồi phát cho dân nghèo. Dạ, nhưng mà trước tiên để cháu nấu một bữa ăn cho bà đã nha. Từ hôm qua đến giờ bà chưa có được bữa nào no bụng. Đây đây. Dạ, ơi, của chị mừng. Đây à, hay. Cảm ơn. Chào có cái để ăn là mừng rồi. Tốt quá rồi. Cảm ơn hai bà cháu rất nhiều. Hai người đúng là ân nhân của chúng tôi. Đừng có khách sáo. Hàng xóm láng giềng với nhau giúp đỡ lúc hoạn nạn là lẽ thường tình mà. Dạ, cháu gửi ông. Cảm ơn cháu nghe. Tốt quá rồi. Hôm nay cả nhà đều có gạo để ăn rồi. Dạ, cháu gửi bà. Mà trông bà lạ quá. Bà có phải người dùng này không? À, ta ở làng kế bên. Nhà nghèo quá nên đi lang thang. May gặp được hai bà cháu tốt bụng. Mà bà nhìn thì nhà cửa của hai người cũng chỉ là nhà tranh vách lá. Sao có dư của cải mà ban phát cho người khác vậy hả? Chuyện cũng dài dòng lắm. Nhìn bà già yếu thế này, liệu có đi được không? Hay nhà bà ở đâu để cháu đưa bà về nha? Không, ta tự về được, không cần phiền cháu đâu. Người này nhìn đáng nghi quá bà ơi. Cháu nghĩ mình không nên nói chuyện mình có quả bầu tiên, đề phòng có kẻ tham lam lại có ý đồ xấu. Cháu nói cũng phải. Sao rồi, tôi sốt ruột quá. Họ chẳng hé miệng nửa lời. Chắc là có cái bí mật gì đây. Hay là nhà đó tìm được mỏ vàng. Chỉ có như vậy mới tự dưng giàu có. Lắm gạo nhiều của như vậy, họ đang đi phát cho cả làng kìa. Kỳ lạ thiệt. Con hay đi ngang qua nhà thằng Hào bắt chim. Nó chỉ toàn làm nông, đan sọt, có thấy đi đào vàng bao giờ đâu. Không được, chúng ta phải tìm cách biết được bí mật của hai bà cháu đó. Hay, tôi có cách này. Bà cháu thằng Hào đâu? Hôm nay phải giải quyết rõ ràng mới được nha. Thưa ông bà Phú, không biết hai người qua đây có chuyện gì? Bà còn hỏi chuyện gì nữa hả? Là cái chuyện bà có thằng cháu chuyên ăn cắp của cải nhà người ta, rồi giả vờ tốt bụng đi ban phát cho người khác. Ông bà nói gì vậy ạ? Cháu làm gì có ăn cắp của cải của ông bà? Làm sao? Đây là gạo và vàng ăn cắp hả? Không ăn cắp. Mấy người nghĩ bà cháu thằng Hào làm gì mà có gạo vàng dư giả để phát cho mấy người hả? Hả? Tôi xin ông bà Phú đừng đặt điều vu oan cho bà cháu tôi. Xưa nay chúng tôi nghèo cho sạch, rách cho thơm, chưa bao giờ lấy cắp của ai thứ gì. Ông bà nói cháu ăn cắp, vậy có bằng chứng gì không? Ấy trời, tôi biết ngay là sẽ bị hỏi như vậy mà. Thứ nhất, năm nay mùa màng thất bát, ruộng của mấy người á cày cấy chết khô hết, thì làm sao mà có lúa thóc đầy nhà. Thứ hai, kho gạo nhà tôi bỗng dưng thiếu mất mấy bao. Không phải bà cháu bà ăn cắp, vậy còn ai vào đây chứ? Nếu là của lấy cắp thì chúng tôi có đói cũng quyết không nhận đâu. Các cô bác nghe con giải thích, chuyện không như phú ông phú bà nói đâu. Gạo ở đâu ra vậy? Vậy thì hai người giải thích đi. Tại sao bỗng dưng bà lại cho nhiều gạo và vàng như vậy? Chuyện này nếu quả thật là của cải của hai người thì việc gì phải ấp a ấp úng chứ. Ông nè, tôi nghĩ mình nên đi báo quan thôi. Phú ông phú bà nói cũng có lý. Xưa này nhà hai bà cháu Hào cũng chẳng khá giả gì,
nay lại có nhiều gạo vàng, thiệt là đáng nghi ngờ. Có thiệt đây là đồ ăn cắp không? Nếu mọi người đã nghi ngờ thì thôi, cháu cứ kể ra hết sự tình cho mọi người đi cháu. Bà sống từng tuổi này, không muốn bị mang tiếng là phường trộm cắp đâu. Dạ, thưa bà con, cách đây ít lâu, có lần cháu cứu được một chim én nhỏ. Chuyện là như vậy đó, vỏ quả bầu khổng lồ còn ở đây, mong mọi người hãy tin cháu. Đúng là quả bầu tiên, chưa bao giờ tôi thấy quả bầu nào lớn thế này. Chim én báo ân, thiệt là thần kỳ. Tôi tin hai bà cháu Hào không ăn cắp của cải gì nhà của phú ông đâu. Nếu như họ tham lam thì đã giữ riêng cho mình rồi, việc gì phải phát hết cho dân nghèo chúng ta. Phải đó. Dạ bẩm phú ông, phú bà, con vừa đếm lại số bao gạo, là do hồi sáng con buồn ngủ hay sao mà đếm nhầm, chứ không có thiếu bao nào ạ. Cái thằng này thiệt là, có đếm thôi cũng nhầm nữa. Lần sau mà nhầm á thì ông đủ việc đó, con nghe chưa? Dạ, con biết rồi thưa ông. Xem chút nữa là trách làm hai bà cháu rồi. À thôi, vợ chồng tôi không làm phiền hai người nữa, ta về thôi. Hầu, về nhà bà xử tội nghe chưa? Họ cố tình đặt điều để hỏi chuyện quả bầu tiên đây mà. Thôi bỏ qua đi cháu, mình sống ngay thẳng thì không sợ gì. Cháu phát tiếp cho mọi người đi. Dạ, của ông đây. Dạ đây. Trời ơi, ông mau nghĩ cách để bắt con chim én đó cho tôi. Tôi nhất định phải có được quả bầu tiên như nhà thằng Hào. Nhưng biết con chim én nào mà bắt. Sao mà ông khờ gì mà khờ dữ vậy? Thì khi nào mùa xuân tới, cứ rình trước nhà thằng Hào, canh cái con nào bay vào nhà nó thì đích thị là con chim quý đó chứ gì. Ha, vợ tôi thông minh dữ vậy trời. Có vậy mà tôi cũng không nghĩ ra nữa. Đúng là cái nhà này có giàu hay không là nhờ bà hết đó nghe. Còn phải nói. Mà ông lên tập bắt chim đi nha, để sống là chết với tôi. Nói về săn bắt chim thì ba mẹ cứ giao cho con. À, đúng rồi. Én ơi én, sao mày có thể thoát khỏi chiếc ná quyền lực của ta? Trời ơi, nó còn bay được kìa. Bắt được ngươi rồi, én nhỏ của ta. Ông phải thương xót nó mới đúng chứ, ông đang cứu nó mà. Trời ơi. Tôi quên mất. Trời ơi, én nhỏ bé bỏng, én tội nghiệp, sao lại bị thương như vậy? Không sao, đừng có lo, ông bà sẽ chăm sóc cho én nghe. Én à, én đã bớt đau chưa? Chim én có chuyện gì á thì ông cũng đừng hòng yên với tôi nha. Phải chăm sóc nó thì nó mới mang hạt giống thần về cho chúng ta chứ. Muốn bay đi đâu hả én nhỏ? Chút nữa là xảy mất con chim quý rồi. Ôi ôi, con trai của mày giỏi quá hả. Còn ông đó, trông coi én cho cẩn thận đi. Bay đi én nhỏ, bay đi tránh rét lạnh mùa đông, rồi mùa xuân hãy mang hạt bầu tiên về cho ta nghe. Không biết con chim nhỏ xíu này có đem hạt bầu tiên về cho nhà mình không nữa. Nhất định là vậy rồi con trai. Chúng ta cứ đợi mùa xuân tới, nhà mình sẽ chất đầy lúa thóc vàng bạc. Ôi, đời ba mẹ, đời của con, cháu chắc của con sẽ sống giàu có, sung sướng mãi mãi. Sao giờ này con chim én kia còn chưa tới cho ta hạt giống nữa? Có khi nào nó quên đường về không bà? Không đâu, trực giác của tôi mách bảo là nó sắp tới rồi đó.
Tôi với ông nhất định phải đứng đợi trước nhà. Ba mẹ nhìn kìa, một bầy chim én đang bay ngang qua nhà của chúng ta đó. Đúng là con ấy đó rồi. Én nhỏ ơi, én nhỏ, chào mừng mi đã quay trở về nhà ông bà. Người tới báo ơn đúng không? Hạt đầu tiên của chúng ta đâu? Một hạt giống thật bà ơi. Phen này chúng ta giàu to rồi. Phải công nhận là trực giác của bà đúng thiệt đó nghe. Còn phải hỏi. Thôi, ông lo trồng hạt giống đi. Hạt bầu tiên ơi, lớn mau mau, hóa ra nhiều thóc gạo vàng bạc cho ông nghe. Đúng là quả bầu tiên mau lớn thiệt đó. Chắc là ta hái xuống được rồi đó. Trời ơi, quả bầu to quá. Chuyện nặng nhọc này ông bà cứ để con làm cho. Không cần, cứ để cho ta. Hôm nay cho ngươi nghỉ làm sớm đó, đi về đi. Ờ, nhưng mà không có nhân vị gì hết. Đi mau, hôm nay nhà ta có chuyện hệ trọng, tất cả người ngoài phải ra ngoài hết. Trời ơi, quả bầu gì mà cứng quá vậy? Để con trổ tài. Con trai mẹ giỏi quá. Quả bầu sắp nứt ra rồi. Mau mau đập tiếp đi con. Hả? Vàng bạc đâu? Sao sao lại có rắn ở trong quả bầu như vậy? Không thể nào. Mì rồi. Trong quả bầu có cả một đàn rắn. Bây giờ phải làm sao? Trực giác của bà tốt lắm mà. Giờ này còn trực giác cái gì nữa? Chạy ra ngoài mau lên. Dạ. 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 Tao ra. Quý hả? Quý. Dạ. Con trai tôi. Trả con trai cho tôi. Ê, ông mau đuổi theo lũ đánh cho tôi. Ba mẹ ơi, cứu con với. Bà ơi, tỉnh dậy đi. Có ai không? Cứu vợ con tôi với. Bà vẫn chưa tỉnh lại hả ông? Vẫn chưa. Chuyện ta giao cho ngươi sao rồi? Có tìm ra tung tích của cậu Quý không? Con đã đi tìm theo hướng ông chỉ, nhưng vẫn không tìm thấy cậu Quý. Con hỏi thăm người xung quanh thì không ai thấy một đàn rắn như ông kể cả. Thả con trai ta ra, lũ rắn xấu xa kìa. Tránh xa ta ra. Bà tỉnh rồi hả? Tốt quá rồi. Bà thấy trong người sao rồi? Chuyện gì vậy? Sao tôi nằm đây? Bà bị trúng độc rắn cho nên ngất xỉu. Cũng may mà vết cắn không có sâu. Tôi mời thầy Lan về liền nên bà mới tai qua nạn khỏi đó. Thằng Quý đâu? Ông có cứu được con trai mình không? Tôi con ơi là con. Khổ thân con quá. Tôi phải đi cứu con. Tôi phải... Bà bình tĩnh, bình tĩnh. Bà bị rắn cắn ra đông nổi này, bản thân chưa khỏe thì làm sao đi cứu con được? Tại sao Kim Yến lại tặng bà cháu thằng Hào hạt bầu tiên, mà lại tặng vợ chồng mình hạt bầu xui xẻo như thế này? Không được, tôi phải qua nhà thằng Hào hỏi mới được. À, đợi tôi dìu bà đi. Nè bà, con nhận vết thương nha. Hả? Xưa giờ tôi chỉ nghe người này người kia đi bắt rắn, nay lại có chuyện rắn bắt người lạ lùng vậy à? Nè, thấy chưa? Chuyện là vậy đó. Tôi còn bị rắn cắn suýt nữa mất mạng nữa đây. Vợ chồng tôi thật tình không hiểu tại sao quả bầu của hai người chứa toàn gạo trắng và vàng bạc, mà sao quả bầu của hai vợ chồng tôi lại toàn là rắn độc không à? Tôi đoán là vì Hào cháu tôi cứu chim én xuất phát từ tình thương yêu chim chóc, én nhỏ biết ơn nên tự nguyện tặng hạt bầu tiên. Còn hai người tham lam, cố tình bẫy và giam lỏng chim thì đó là làm hại chứ không phải là thật tâm giúp nó rồi. Vậy ra chim én tặng hạt bầu chứa toàn rắn
để trả thù nhà phú ông đã làm hại nó hả? Cũng tại vợ chồng tôi tham lam nên giờ con trai tôi mới bị rắn bắt đi. Hào ơi, mong cậu hãy giúp vợ chồng chúng tôi. Hào à, đến chim chóc muôn thú cháu còn ra tay cứu giúp, huống chi đây là một mạng người. Vợ chồng phú ông có sai nhưng mà đã biết lỗi, cháu nên bỏ qua và nghĩ cách giúp vợ chồng phú ông đi. Nhưng bà ơi, cháu cũng đâu biết lũ rắn bắt cậu Quý đi đâu. Các loài chim yêu quý cháu như vậy, chắc chắn chúng sẽ chỉ đường cho cháu đi đến đúng nơi cần đến. Dạ, vậy sáng ngày mai cháu sẽ lên đường ngay. Phú ông phú bà cứ về nhà, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để tìm ra anh Quý. Cảm ơn hai bà cháu, cảm ơn hai nhiều. Bà cháu rất nhiều. Chúng tôi trông tin của hai người nhé. Cháu đi đường cẩn thận nha. Dạ, cháu biết rồi. Cháu sẽ đi theo hướng của đàn én xem sao, hy vọng sẽ gặp được én nhỏ. Hả? Đàn én kia rồi. Én nhỏ ơi, én nhỏ. Ây da, à, đau quá. Không được rồi, mình không đuổi kịp đàn én rồi. Ôi én nhỏ, là em đúng không? Anh biết nhà phú ông đã đối xử tệ với em, nhưng bây giờ họ đã biết sai rồi. Anh Quý bị rắn bắt đi, chưa rõ sống chết ra sao. Cả nhà phú ông, ai cũng thấp thỏm lo lắng. Em hãy chỉ đường cho anh tới cứu anh Quý, có được không? Hả? Coi như anh năn nỉ em đi, én nhỏ đáng yêu của anh. Tuyệt quá, cảm ơn én nhỏ. Vậy em mau dẫn đường cho anh đi. Wow, thì ra đây chính là nhà của em, phải không? Chào mừng cậu bé tốt bụng đến với đảo én. Ta là nữ thần chim én, cai quản cả hòn đảo này. Dạ, con xin cúi chào nữ thần. Vậy, hạt bầu tiên mà én nhỏ tặng con trước đây là của nữ thần phải không? Đúng vậy, đó là món quà ta cảm ơn con đã cứu giúp én nhỏ. Đa tạ nữ thần, nhờ có hạt bầu tiên mà bà cháu của con cùng dân làng mới vượt qua được trận đói năm vừa rồi. Ta đã nghe én nhỏ kể lại chuyện con mang gạo và vàng ban phát cho dân nghèo. Con quả là một cậu bé tốt bụng và giàu lòng thương người. Chỉ những ai sống tử tế thì quả bầu mới chứa gạo thơm và bạc vàng quý giá. Còn ai tham lam, xấu xa thì trong quả bầu sẽ chỉ toàn rắn độc. Thưa nữ thần, con biết gia đình phú ông đã làm nhiều điều sai trái, nhưng nay họ đã ăn năn hối lỗi. Con mong nữ thần rộng lượng cho họ một cơ hội để gia đình đoàn tụ, cùng nhau sửa sai. Nhưng cậu ta đang bị giam giữ bởi lũ rắn độc vô cùng nguy hiểm. Con đã cân nhắc kỹ chưa? Dạ, con đã nghĩ kỹ rồi. Xin nữ thần hãy chỉ giúp. Đây là con đường dẫn đến đảo rắn, nơi giam giữ con trai nhà phú ông. Hãy nhớ, dù có thứ gì hấp dẫn dọc đường, con cũng không được phép chạm tay vào. Nếu không, con sẽ đánh thức lũ rắn. Đồng thời, con đường này cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Dạ, con xin ghi nhớ lời nữ thần đã dặn dò. Còn đây là một hạt giống, con hãy luôn giữ bên mình, phòng khi bất trắc, hẳn lấy ra sử dụng. Cảm ơn nữ thần chim én, con xin phép được lên đường. Ừ. Cậu bé đi đâu mà vội vậy kia? Ở đây có bao nhiêu thức ăn ngon chờ cậu thưởng thức nè. Hãy nhớ, dù có thứ gì hấp dẫn dọc đường, con cũng không được phép chạm tay vào. Nếu không, con sẽ đánh thức lũ rắn. Đồng thời, con đường này cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Không được, mình phải nghe lời nữ thần chim én đã dặn dò. Đi. Ở đây có bao nhiêu cam vậy? Trời ơi, nó ngọt quá trời luôn. Anh Quý, em đến cứu anh đây. Hào, là em hả?
xin em giúp anh ra khỏi nơi này. Anh sợ lắm rồi. Hai cậu bé, hai cậu bé đáng yêu ơi, đi đâu mà vội vậy? Ở đây có bao nhiêu thức ăn ngon chờ các cậu thưởng thức nè. Xin mời. Anh Quý, đừng có chạm tay vào thứ gì, nếu không lũ rắn sẽ thức dậy và con đường này sẽ sụp đổ đó. Mấy ngày rồi anh không có được ăn gì hết, mấy món ăn nhìn hấp dẫn quá. Anh Quý, ngon quá. Cái gì mà ghê vậy nè? Không xong rồi, lũ rắn đã thức dậy rồi, ta chạy mau đi. Cứu với! Anh không biết bơi. Đúng rồi, mình còn có một hạt giống mà nữ thần chim én đã tặng. Hạt giống ơi, xin hãy cứu chúng tôi. Tốt quá rồi, chúng ta thoát nạn rồi. Anh không sao chứ? Cảm ơn em. Nếu không có em, chắc cả đời này anh sẽ bị nhốt ở đảo rắn. Trước đây anh đã có những hành động không tốt với em. Em bỏ qua cho anh nha. Anh bình an là tốt rồi. Ba mẹ anh đang mong tin anh lắm. Chúng ta cố gắng treo vào bờ đi. Nhờ được cậu bé Hào cứu giúp, cuối cùng cả nhà Phú Ông cũng được đoàn tụ bên nhau. Kể từ đó, Quý không còn săn bắt chim chóc như trước, mà học theo Hào, bắt đầu yêu thương và giúp đỡ các động vật gặp nạn. Phú Ông, Phú Bà cũng từ bỏ tính tham lam, ích kỷ, thường xuyên giúp đỡ những người nghèo khó hơn mình. Dạ đây, gạo của bác đây. Của bà đây. Ngày xưa ở vùng Cao Bằng có một chàng trai trẻ mồ côi tên là Triều. Triều sống bằng nghề chài lưới, chài đây mai đó. Mỗi lần đánh được cá, Triều đều mang ra chợ đổi lấy gạo. Ngày nào cậu cũng đổi hết cá lấy gạo đi cho người ta, rồi cậu ăn cái gì? Tôi vẫn giữ lại hai con cá để ăn, rau thì cứ ra bờ sông, tha hồ mà ăn. Cậu cứ làm, rồi đi cho người ta, đến khi nào mới đủ tiền cưới vợ? Nhà nào dám gả con gái cho một kẻ mồ côi như tôi? Nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia, bắt cá sống qua ngày. Tính anh Triều hay thương người. Trên đường về, gặp ai nghèo khó, Triều đều lấy gạo ra giúp đỡ họ. Dù anh chẳng khá giả gì hơn, người dân trong vùng ai ai cũng yêu quý anh. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu thật là tốt bụng. Với sức khỏe dẻo dai, Triều thường ra tay giúp đỡ mọi người mà không cần trả công, ai ai cũng thương mến anh. Thì ra là cậu Triều, tôi còn tưởng gặp phải cướp. Cướp nào cho đến vùng này, cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ cho chúng biết tay. Sông ngày càng ít cá, Triều quyết định rời đi nơi khác để đánh cá. Ngày anh đi, mọi người ai cũng bệnh rịnh không muốn chia tay. Dạ, con cảm ơn. Mọi người ai cũng khó khăn, tôi không dám giận đâu. Tôi sức già dai động, không chết đói được đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you.
Triều chuyển sang vùng Thái Nguyên, tiếp tục làm nghề chài lưới. Hôm nay chỉ được có 3 con cá gầy còm. Hình như mình đi đến đâu là cá ở đó đều sợ mà chạy trốn hết rồi. Ông ơi, ông mặc thêm áo của cháu cho đỡ lạnh. Sao giờ này mà ông còn ngồi đây nữa? Ông có sao không ông? Không sao, có áo của cậu ta thấy đỡ lạnh rồi. Nhà ông ở đâu để cháu đưa về? Nhà ta cũng gần đây thôi, ta tự về nhà được. Mà cậu cho ta áo rồi lấy gì mà mặc? Trời tối sẽ lạnh lắm đó. Ông yên tâm, cháu khỏe lắm, không sợ lạnh đâu. Nhà cháu cũng gần đây, về nhà là có áo khác thay liền không à. Ông đi về cẩn thận nha. Cảm ơn cậu, cậu thật là tốt bụng. À ông ơi, ông có ăn cá không? Ông lão nhìn già yếu và mà đi nhanh thiệt, mới nháy mắt đã không thấy đâu rồi. Mày đừng quen thối, rồi suốt ngày đến đây ăn chừng cá của tao nha. Sau nay là có ai đánh đàn vào sáng sớm vậy ta? Mày có nghe thấy tiếng đàn không? Tiếng đàn nữa kìa. Mày nghe thấy không? Nay đã là ngày thứ 3 tao nghe thấy tiếng đàn này rồi. Mà tao đã hỏi hết dân vùng này rồi, không ai nghe thấy tiếng đàn đó hết. Chỉ có mình tao nghe thấy mới lạ chứ. Không lẽ có người đang bị nhốt trên núi, hoặc ai đó gặp nạn muốn mình cứu giúp sao? Mình phải lên núi tìm coi sao. Vậy là Triều quyết tâm leo lên núi để tìm hiểu xem ai đang đánh đàn. Nhìn thì thấp, mà leo mãi vẫn chưa đến đỉnh núi nữa. Chắc mình phải leo tới tối mới đến nơi quá. Núi này coi vậy mà hiểm trở quá chừng. Một ông lão lên đây đánh đàn, coi ra ông không có vẻ gì đang gặp nguy hiểm hết. Tiếng đàn nghe rất hay, cũng coi như là không phí công sức leo núi của mình hôm nay. Mình phải nghỉ một chút để lấy sức xuống núi thôi. Trẻ, ông là ai? Cậu không nhận ra ta à? Hả? Ông có phải là ông lão mà cháu đã gặp bên đường không vậy? Đúng rồi. Thì ra là ông. Cậu nghe tiếng đàn của ta nên tìm đến tận đây. Dạ, 3 ngày nay ngày nào cháu cũng nghe thấy hết á. Cháu sợ có ai đang gặp nguy hiểm nên đến đàn cầu cứu. Cũng may là gặp ông ở đây. Cậu đúng là một người tốt bụng hiếm có. Vậy chút nữa để cháu cùng ông xuống núi cho an toàn nha. Khi nào ta muốn, ta sẽ tự mình xuống núi. Ta tặng cậu chiếc áo này để cảm ơn cậu đã tặng áo ta lần trước. Wow, chiếc áo đẹp quá à. Nhưng mà ông cứ giữ lại mặt đi, cháu đâu thiếu áo đâu. Cậu nhận lấy đi, hy vọng cậu tiếp tục làm điều lành giúp người. Tối đến, trên núi sẽ lạnh lắm đó. Vậy cháu xin nhận, cháu cảm ơn ông. Ông ơi, ông thấy cháu mặc có đẹp không?
Ủa, không lẽ ông ấy là thần tiên? Mới chớp mắt là biến mất rồi. Hả? Ừ, trời sắp tối rồi, mình phải nhanh xuống núi thôi, không lại làm mồi cho thú dữ. Đói bụng quá. Biết vậy lúc nãy mình xin ông lão ít cơm nắm có phải tốt hơn không? Ngọt quá, ngon quá. Chắc cái này ăn không sao đâu. Hy vọng là nó đi xa rồi, hoặc bị nặng tai không nghe thấy tiếng của mình. Chút nữa thì mình chết vì đau tim rồi. Mà sao nó không ăn thịt mình ta? Hay là nó ăn no rồi nên tha mạng cho mình? Thôi, mình phải nhanh chân rời khỏi đây, không nó kéo đồng bọn quay lại thì mình nguy mất. Đói bụng quá. Phải chi giờ này có cái bánh bao ăn thì đúng là tuyệt vời. Cầu được ước thấy rồi, mừng quá xá. Bao nhiêu một cái vậy ông chủ? Một đồng một cái. Mà đòi ăn bánh bao bà con ơi. Mà đòi ăn bánh bao bà con ơi. Mà Gì vậy? Không lẽ mới có một ngày một đêm leo núi thôi mà mình xấu xí như ma luôn hả? Bây giờ mà đừng ngủ một giấc thì đúng là sung sướng cuộc đời. Sao lại không thấy bóng của mình ở dưới nước vậy? Không lẽ mình là ma rồi sao? Sao kỳ lạ vậy? Thì ra chiếc áo này có thể chứng minh tàn hình. Khi mình mặc áo vô và bỏ mọi thứ vào trong áo thì không ai có thể nhìn thấy mình hết. Áo tàn hình, áo tàn hình. Ông lão đó chắc đúng là thần tiên rồi. Không ai nhìn thấy mình hết, mình có thể làm mọi thứ mình thích. Ui da, đau quá. Cái cục đá này tao đã tàn hình rồi mà mày vẫn đụng trúng chân tao hả? Mình phải thử lại lần nữa cho chắc ăn mới được. Tôi đảm bảo 100% đó là ma. Trên đời này làm gì có ma. Chắc sáng sớm ông nhìn gà quá cuốc, nhìn người quá ma thôi. Tôi thề, mắt tôi rất tinh, không bao giờ nhìn nhầm. Tôi bao năm nay thức khuya dậy sớm, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Đây đúng là chiếc áo tàn hình rồi. Làm người giàu sướng thiệt chứ. Có nhà cao cửa rộng nè, kẻ hầu người hạ suốt ngày nữa. Lần đầu tiên mình nhìn thấy nhiều tiền vàng như vậy. Mình mặc chiếc áo này vui chơi đủ rồi. Mình đã đi khắp mọi nơi, tới những nơi chưa từng tới, ăn những món chưa từng ăn. Bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Chứ ăn chơi hoài cũng chán lắm. Chờ mãi cũng kiếm được con mồi ngon. Xin các ông hãy tha cho tôi mới bán được chút hàng để lấy tiền về chữa bệnh cho vợ. Nếu các ông lấy hết tiền của tôi thì vợ tôi sẽ chết mất. Người buôn bán như ông mà sợ không có tiền sao?
chúng ta không có tiền mới chết đói đây nè. Muốn giữ mạng về chữa bệnh cho vợ á, thì đưa tiền bạc ra đây cho bọn ta. Xin các ông hãy tha cho tôi xin các ông mà, tôi xin các ông mà. Lăng nhăng, nhiều lời quá. Tụi tao là cướp, năn nỉ vô ích thôi. Sao mày lại đánh đầu tao? Mày mới đạp ngã tao thì có, còn dạ mồm kêu nữa hả? Mày tính đánh tao ngất xỉu để chiếm hết tiền đúng không? Mày định đạp tao té ngã để lấy hết thì có, định phản lại tao hả? Kẻ nào dám chói tụi tao? Ai dám? Chuyện này là sao? Chuyện này là sao vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà để ức hiếp người yếu thế sao? Người ta cầm tiền về chữa bệnh cho vợ mà các người vẫn không tha. Tội này đáng bị xử nặng. Đại hiệp ơi, xin tha mạng, chúng tôi mới lần đầu hành nghề. Thần tiên ơi, xin hãy tha mạng, chúng con không dám làm việc xấu nữa đâu. Còn dám nói dối lần đầu đi cướp sao? Lệnh tìm bắt các ngươi giáng khắp mọi nơi. Quân lính sắp tới đây rồi đó, các ngươi ngoan ngoãn chờ đó mà lên quan chịu tội đi. Nè ông, ông hãy mau chóng về nhà mà cứu vợ mình. Thần tiên, cảm ơn ngài đã giúp. À, cho hỏi sao lần này vắng lặng vậy? Mới giờ này đã đóng cửa, tắt đèn tối thui rồi. Cậu ở xa đến sao? Vậy thì mau tìm chỗ trú qua đêm đi. Có chuyện gì vậy? Dạo này á, cứ tối đến là có một con cọp dữ vào bắt gia súc, còn bắt cả người nữa. Ai ai cũng lo sợ, gà lên chuồng là đóng kín cửa, tắt đèn trốn trong nhà. Anh mau đi tìm chỗ trú đi. Cọp dữ sao? Mình có duyên với cọp quá. Để coi bản lĩnh con cọp này ra sao. Xin chào bạn cũ, ngươi không chịu ở yên trong rừng mà lại ra đây phá làng phá xóm, bắt gia súc lại còn hại người dân vô tội, ngươi phải đền tội thôi. Ai mà khỏe quá vậy, bắt trói được cả con cọp to như vậy? Tối hôm qua tôi nghe kêu la thảm thiết. Chết rồi, động rồi. Quan huyện đã nói sẽ thưởng cho ai bắt được con cọp này. Cả làng ta lên phủ quan lĩnh thưởng thôi. Làm gì mà cả làng đội kéo nhau lên phủ quan? Các ngươi định làm loạn hả? Không ai biết người nào bắt nó thì cả làng ta lĩnh thưởng chia đều thôi. Ta là trưởng làng, lên quan là việc của ta. Mau khiêng nó về nhà ta để sáng mai ta lên huyện sớm. Nhiều tiền quá, tiền thưởng này là của ta, của ta. Xin hãy tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi. Người giết cho ta, ta sẽ trả thù. Không phải tôi. Ngươi tìm sai người rồi. Ai bảo tôi tham lam như vậy để giờ phải chịu khổ. Trả ngươi cho làng đó. Ngươi muốn trả thù ai thì trả thù, còn ai muốn lĩnh thưởng thì đi mà lĩnh. Bẩm quan, làng chúng con đã bắt được con cọp chiên phá hoại, hôm nay mang lên trình quan lãnh thưởng ạ. Con cọp này chết rồi sao? Bẩm quan, nó bị trói 3 ngày nay nên đã chết rồi. Ta treo thưởng 100 đồng,
cho ai bắt sống được con cọp để dân vua thuần phục làm thú cưng. Giờ làng các ngươi làm nó chết rồi, ta lấy gì để dân vua? Bẩm quan, lúc quan treo thưởng đâu có nói là bắt sống. Các ngươi còn dám cãi ta sao? Thôi, dù sao ta cũng đã hứa thưởng, các ngươi lấy 50 đồng về mà chia cho nhau. Bẩm quan, xin quan xem xét lại. Nếu còn lăng nhăng, ta cắt thưởng. Dạ bẩm quan, quan nói vậy thì là vậy ạ. Chúng con xin nhận 50 đồng. Dám đòi tiền của ta sao? Đừng hòng nha. Kẻ tham lam gian xảo, ta sẽ cho người biết tội. Tiền của ta, tiền của ta đâu rồi? Ta mơ thấy có kẻ vào trộm tiền. Thiếu đúng 50 đồng. Ai đã lấy của ta? Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Ta lấy đúng 50 đồng người thiếu của dân. Nếu như còn tham lam gian xảo, ta sẽ lấy hết của cải của ngươi. Thần tiên ơi, xin đừng trừng phạt con. Con không dám tham lam thất hứa gì dân nữa đâu. Tạ ơn trời đã phái thần tiên xuống giúp làng con bắt được cọp dữ, còn giúp chúng con nhận đủ tiền thưởng của quan ạ. Đây là lương thực và gia súc quan huyện gửi đến giúp đỡ lại các ngươi vì bị cọp dữ phá hoại. Triều lại tiếp tục lên đường để giúp đỡ mọi người. Anh cứ đi, đến nơi nào có chuyện bất bình lại ra tay cứu giúp, coi đây là phận sự của mình, mà không hề băn khoăn đến chuyện báo đáp. Xin hãy giúp tôi với. Sao vùng này sơ sát vậy? Nhà chị sao lại đi ăn xin? Vùng chúng tôi mới bị lũ lụt, mùa màng thì thất bát, không còn gạo để ăn, hạt giống không còn để gieo trồng, nhà nhà đều đói, phải đi xin khắp nơi. Quan huyện ở đây không làm gì giúp dân sao chị? Nghe nói đã kêu lên nhà vua mà lâu quá chưa thấy kinh thành báo tin. Giờ chúng tôi phải vào thành nghe ngóng, ở đó gần phủ quan huyện chắc sẽ xin được nhiều hơn. Vậy tôi cũng phải vào thành một chuyến xem quan huyện vùng này làm ăn như thế nào. Bọn rách rưới này dám cướp đồ ăn của ta ngay giữa chợ. Xin ông tha tội cho nó. Tại nó đói quá cho nên mới làm liều. Sao lại đụng phải con của quan huyện làm gì cho khổ thân? Chắc mẹ con nó bị đánh chết mất. Còn dám cầu xin ta tha sao? Chuyện gì vậy? Ma sao? Hãy tha cho tôi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không dám đánh người nữa. Tôi không dám nữa. Ôi, cái mồng khốn khổ của con. Con đau lắm. Con không ăn. Vậy mình đi xem mua rối nha con yêu. Đi thôi, chắc con trai chúng ta vẫn còn sợ chuyện ở chợ. Con đã nói với cha mẹ đừng nhắc chuyện ở chợ nữa mà. Con xấu hổ muốn đào hố chui xuống trốn luôn nè. Dân chúng đói khổ mà nhà quan huyện vẫn ăn ngon mặc đẹp, lại còn xem múa đối nữa. Mình phải điều tra cho ra lẽ. Hàng cứu trợ. Tên quan huyện tham lam
dám lấy hàng cứu trợ từ kinh thành làm của đi, ta sẽ trừng phạt hắn một trận nên thật. Mở hàng cứu trợ của kinh thành rồi bà con ơi! Chúng tôi ở các làng xa đến đây, may quá đúng dịp quan huyện phát cứu trợ từ kinh thành. Vậy là sắp có gạo ăn, có hạt giống để gieo trồng rồi. Dân chúng nói quan huyện dán thông báo cứu trợ khắp nơi, còn mở kho nhà giúp dân, giờ làm sao đây ạ? Phải khởi đi, làm tỉnh lên, lớn tay nhà vua thì quy mất. Ông trời đúng là có mắt, ông trời có mắt bà con ơi. Mình phải lên kinh thành để nói cho vua biết, quan lại với triều vua thật tham lam gian ác, để vua trừng phạt bọn họ. Cuối cùng mình cũng biết được nơi vua ở. Thật đẹp, thật hoành tráng. Các ngươi là đốc thúc quan huyện thu thuế nộp nhanh vào kho công. Huyện nào không nộp đủ thì cách chức quan huyện đó ngay lập tức. Tâu bệ hạ, lũ lụt khắp nơi, dân chúng đói khổ, làm sao đủ thóc lúa đóng thuế ạ? Ta nói thu là phải thu cho đủ. Tâu bệ hạ, thần nghĩ người nên xuất kho công cứu trợ, giúp dân yên tâm cày bừa, khắc phục thiên tai thay vì thu thuế. Dân chúng nhiều nơi đói khổ phải dắt nhau đi xin ăn ạ. Ta đã cứu trợ đầy đủ. Nếu nơi nào dân chúng vẫn đói khổ là do quan huyện đó ăn bất của dân, cứ tìm xử lý cho ta. Tâu bệ hạ, thần nghĩ khó lắm à. Bệ hạ nghĩ có xử lý được hết không? Hay người nhắm mắt làm ngơ để dân đói khổ? Ta là vua, để ngươi dạy bảo sao? Đúng mấy đâu, nhốt hắn vào ngục, dám khi quân thâm thương. Thần chỉ muốn tốt cho dân cho nước, mong bệ hạ xem xét. Quan lớn, ngài hãy tỉnh dậy đi. Quan lớn, ngài là thần tiên đến cứu ta sao? Xin quan lớn đừng quỳ. Tôi là người, tôi được tiên ông tặng áo tặng hình để làm việc tốt giúp đỡ cho mọi người. Có phải cậu là thần tiên được trời đưa xuống giúp dân mà dân gian đang truyền tay nhau không? Họ nói có kẻ trừ gian diệt bạo, chuyên trừng phạt quan tham giúp dân. Tôi chỉ là người thường thôi mà. Tôi thấy ngài rất thương dân chúng nên muốn giúp ngài thoát khỏi đây, cùng làm việc tốt cứu dân. Hai chúng ta thì làm được gì chứ? Ta lại bị nhà vua nhốt trong ngục vì dám nói lên sự thật. Nhưng ta tin nhà vua sẽ suy nghĩ lại lời ta đã nói với người. Tôi cũng tin như vậy. Bây giờ tôi sẽ cứu ngài ra. Tôi sẽ mặc áo tận hình này vào kho công lấy tiền cho ngài, mang đi giúp người dân. Nhưng lấy danh nghĩa là nhà vua, tiếng lành sẽ đồn xa. Hy vọng nhà vua sẽ thay đổi. Đã đến nước này thì ta sẽ hợp tác với cậu. Dù sao cậu cũng là người được tiên ông tin tưởng. Theo cách làm của triều, dân nghèo khắp nơi được nhận cứu trợ. Tiếng lành về vị vua thương dân như con ngày càng mãi xa, nơi nơi vang tiếng ngợi ca công đức của nhà vua. Ngươi làm quan giữ kho, bao nhiêu quân lính canh gác mà kho bị trộm lại nói là không biết là sao? Tâu bệ hạ, thần thật sự không hiểu tội trộm này đột nhập vào kho bằng cách nào. Tống giam hết lính canh cho ta, còn ngươi ta giữ lấy mạng ngươi về điều tra cho ta, phải bắt bằng được kẻ trộm kho. Tâu bệ hạ, huyện X báo tin đã nhận được hàng cứu trợ của kinh thành và đang phát lương thực hạt giống cho người dân. Người dân ai cũng vui vẻ phấn khởi gửi thư cảm ơn người. Huyện X, ta nhớ mấy hôm nay đâu có xuất kho cứu trợ, tại sao lại có chuyện như vậy? Dạ bẩm, lâu lắm rồi không hề xuất kho cứu trợ ạ. À, các ngươi mau đi điều tra việc này cho ta. Kho công thì bị trộm, rồi còn mạo danh kinh thành cứu trợ khắp nơi. Nếu các người bắt được ta, ta sẽ còn trộm cho tới khi nhà vua chịu thay đổi, dân chúng được ấm no. Trộm, bắt lên đó, bắt lên đó. Thì ra là hắn đang mơ, làm tới hết hồn à. Thôi thì đắp hình con bướm lên đây, nếu phần này không tàn hình được thì người khác nhìn thấy cũng sẽ tưởng là con bướm mà không nghi ngờ mình. Bao nhiêu quan quân canh gác ngày đêm mà kho công vẫn bị mất trộm. Đến lúc kho của ta không còn một đồng bạc nào để ban phát cho các ngươi nữa, các ngươi mới sợ sao? Nhưng mà dân chúng lại đang rất phấn khởi,
đâu đâu cũng ca tụng người là vua của muôn dân ạ. Nhưng ta không chấp nhận kẻ trộm tiền từ tay ta rồi lại mạo danh ta. Các ngươi thêm quân lính mai phục bắt cho được kẻ trộm cho ta, dù chỉ một con ruồi quay vào kho cũng phải có chứ. Sau khi giá áo tàng hình bằng miếng vải màu đen hình con bướm, Triều tiếp tục vào kho lấy trộm tiền vàng đi giúp dân. Người hay ma thì mau hiện hình, không chúng ta chém. Ta là người mà, ta đang làm việc nghĩa giúp người dân nghèo, ta không phải người xấu đâu. Tốt hay xấu thì chúng ta cứ giải ngươi đến gặp nhà vua để người xét xử. Trói hắn lại, cất cái áo đó cẩn thận. Chúng ta giải hắn lên cho nhà vua xét xử, đòi lại công bằng cho các anh em đã bị nhà vua trách phạt. Người to gan dám cướp kho của ta còn mạo danh ta đi cứu trợ dân chúng. Tôi đến nhiều nơi thấy người dân đói khổ, mà nhà vua quan lại chỉ biết dơ ghét hưởng thụ, nên thay trời hành đạo. Sức ráo! Tôi chỉ nói những điều mắt thấy tai nghe, xin nhà vua hãy xem xét. Ngươi dùng cách gì để trộm kho của ta? Tiên ông cho tôi một chiếc áo tàng hình để làm việc nghĩa cứu dân. Chỉ có tôi mặc vào mới tàng hình thôi, tiên ông đã chọn tôi thay trời hành đạo. Nhốt hắn vào ngục! Đã bắt được kẻ trộm nhưng lòng ta vẫn không yên. Tâu bệ hạ, xin người hãy cho thần nói lời thật lòng. Người cứ nói, ta sẽ không trách tội. Tâu bệ hạ, tuy làm điều sai trái nhưng việc hắn làm lại giúp dân chúng phấn khởi, xã tắc yên ổn, muôn nơi ca ngợi người. Ta biết điều đó, nhưng trộm cướp là việc xấu, vẫn phải trừng phạt. Xin người giơ cao đánh khẽ, người nhân nghĩa như hắn có thể dùng vào việc khác. Tấu bệ hạ, nước láng giềng lại cho quân tràn qua cướp phá, quân giặc lần này rất đông và hung hãn. Nhanh, triệu tập các quan lại bằng cách chống giặc. Cướp sạch, phá sạch cho ta. Quân giặc kia, nhớ làm càng. Năm ấy, thế giặc mặt, quan quân triều đình chống cự quyết liệt, người chết như ngã rà, ai nấy đều lo lắng không yên. Quà mất nước đang đến rất gần. Tin bại trận liên tiếp đưa về, nhà vua lo lắng khôn nguôi, nhưng vẫn chưa có cách nào chống được thế giặc đang ngày càng mạnh. Mình đã ở trong đây bao nhiêu ngày rồi, buồn tay buồn chân quá. Thật là thèm cảm giác được tự do đi khắp mọi nơi. Mình vẫn còn chưa làm được nhiều việc tốt, phụ lòng tiên ông đã tin tưởng. Chuột cắn phải không? Có vậy mà cũng hát ầm ĩ. Tôi bị nhốt lâu lắm rồi. Mấy người á, hãy nói với nhà vua, muốn xử tôi thế nào cũng được, nhưng mà phải xử nhanh lên. Nhà vua đang đau đầu lo chống giặc ngoại xâm, thời gian đâu xét xử một tên trộm như ngươi. Hả? Ngươi nói sao? Đất nước là bị xâm lăng nữa à? Mà ngươi ở đây sung sướng hơn bao nhiêu người rồi đó. Ngoài biên ải, bao nhiêu quân lính, bao nhiêu người dân đã chết. Xin hãy cho tôi được gặp nhà vua đi. Tâu bệ hạ, tôi muốn đi đánh giặc để làm công chuộc tội. Mình ngươi thì làm được gì? Bao nhiêu tướng tài lính giỏi của ta đã bại trận. Tôi tuy tài hèn sức mọn, nhưng tôi có cách để giặc lưu quân, mà quân lính của ngài không ai phải chết hết. Được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi đánh đuổi được quân giặc, ta tha tội chết cho ngươi. Vậy xin bệ hạ, hãy trả áo tàng hình cho tôi. Áo tàng hình của ngươi sao? Ta sẽ trả, ngươi còn cần gì nữa không? Dạ, xin bệ hạ hãy cho tôi mượn một thanh kiếm thật sắc và ra lệnh cho quân lính nghe theo tôi. Xin người hãy tin tưởng tôi. Được, hãy lấy áo tàng hình và thanh kiếm báo của ta đến đây rồi mà. Tình thế cấp bách rồi, ta tin ngươi. Ngươi hãy mau chóng ra trận. Ta mong ngươi mang tin chiến thắng trở về. Tạ ơn bệ hạ đã tin tưởng. Nhà vua phong cho Triều làm hộ quốc tướng quân. Nghe tin Triều ra trận, người dân khắp nơi tìm đến và tình nguyện đi theo anh. Triều cho sắp xếp thành đội ngũ và cùng nhau lên đường.
Khi nào thấy tướng giặc ngã xuống, ta giơ cao thanh kiếm lên, thì hãy cho đội quân của chúng ta xông lên dây các ngã đường. Ta đi đây, chúng ta sắp thắng rồi. Lúc đó tha hồ cơm no rượu say. Các anh em hãy xông lên đánh đuổi bọn xâm lược khỏi đất nước chúng ta. Triều dùng áo tàng hình làm quân giặc khắp nơi sợ hãi. Chúng truyền tai rằng nước đại việt có thần tiên trợ giúp, vua nước láng giềng phải ra lệnh cướp quân. Biên giới bình yên, đại việt ta quyết giữ từng tấc đất, không để giặc xâm phạm.